Gì thì mình lúc mình ngồi á, chẳng hạn như mình đang rạch rau mình làm gì đó mà quý thầy lớn đi qua thì mình đứng dậy đó, rồi nếu thấy hạ tọa chẳng nên khởi đứng, có nghĩa là mình thấy cái người nào mà nhỏ hơn mình á thì mình không đứng dậy cũng không có cái lỗi. Sa di tiểu chúng thấy người thọ cụ túc giới chọn nên khởi đứng dậy, có nghĩa là mình thấy người nào mà thọ giới trước mình á thì mình đứng dậy mình xá chào đó. Phần thứ tư là ở trong tăng kia chẳng bị tạp loạn, nghĩa là ở trong tăng chúng chẳng theo người đàm thiết việc đời. Có nghĩa là ở đây tổ dạy là mình ở trong tăng đường á, mà cái đơn chế mình mà nói chuyện á, nếu mà chúng ta không tỉnh giác chánh niệm á thì mình chạy theo, chẳng hạn như họ nói về cái sự đời mà ngày xưa mình có làm qua đó, chẳng hạn như mình làm cái việc gì mà họ nói đến cái mình chạy theo, bị vọng tưởng dẫn, thì đây tổ nói mình cũng đừng có nên đó. Cái thứ năm là nếu thấy trong tăng có việc chẳng có thể nhẫn nên im lặng, có nghĩa là cái việc nào nhẫn được á thì mình phải im lặng, mình nhẫn nhục. Luận Đại Trí Độ nói, đệ tử Phật Thánh trụ trong hòa hợp có hai thức pháp, thứ nhất là nói năng như hiền thánh, thứ hai là im lặng như hiền thánh. Ở đây quý thầy hiểu hai cái đoạn này không, tức là hai câu này nè. Thứ nhất là nói năng như hiền thánh, là nói như thế nào mà gọi nói năng như hiền thánh, ai biết không? Thông Tịnh biết không? Đúng vậy không? Ngày xưa tôi cũng hiểu rằng là mình nói năng như hiền thánh là mình nói Phật pháp, đúng không? Mà quý thầy nhớ kỹ nha, nói năng như Phật pháp á, tức là mình nói về kinh Phật, mà trong cái tinh thần mà mình nói về kinh Phật mà hai người giống như cãi lộn là nó giống như hiền thánh chưa? Mà trong tăng chúng là hay bị xảy ra, ngày xưa tôi ở trong tăng đường tôi biết nè, mới đầu đó thì cũng nói Phật pháp, nhưng mà tranh luận mà tranh gì, luận về Phật pháp. Quý thầy học bài sám hối sáu căn á, cái gì nhớ đoạn đó không? Kinh luận tranh giành cùng nhau công kích rõ luôn. Mà cái này á, mà nếu mà nói như vậy thì không phải là hiền thánh nữa. Mà chúng ta trong giờ phút thực tại này, tổ tiên lược sư nói á, là mình nói năng như gì. Đây mình học kỹ á, trong tăng chúng mà hay bị lắm. Ngày xưa chúng tôi hay bị dách phải lắm. Sau này á, được hòa thượng rồi được quý thầy lớn chỉ dạy mình mới giật mình cái điểm này. Quý thầy nói là mình nói Phật pháp mà giống như mình công kích vậy, giống như là mình hơn thua với nhau vậy, thì lúc này nó không phải là hiền thánh nữa. Mà các ngài nói mình á, là nói năng như la sát, giống như la sát vậy. Rồi cái mình giận lên mình chịu nói nữa, mình im lặng, thì các ngài nói mình im lặng giống như Atula vậy, im lặng mà chuẩn bị, mà trong này nó sùng lắm, bực lắm, thì các ngài nói mình cũng phải như hiền thánh. Rất là rõ. Ở đây với thầy nói chẳng hạn như á, với thầy nhớ kỹ một điểm là mình học một thời gian á, tự nhiên á, dầu cho họ nói Phật pháp cái gì mà mình nghe qua rồi, mình im lặng mình nhẫn được là cái chỗ này nè.
Chẳng hạn như Phật nói pháp là quỳ chúng sanh pháp chấp, mà các tổ cũng vậy. Chẳng hạn bây giờ là có người hỏi nè, bây giờ nè có cái định nghiệp hay bất định nghiệp hay không á, thì quý thầy trả lời sao? Bây giờ quý thầy nó có cũng được mà nó không cũng được. Bây giờ có một vị tăng đến hỏi lục tổ quỳ năng á, Phật tánh là thường hay là vô thường? Thường thường là trong kinh Niết Bàn, tất cả các thứ kinh Phật nói là Phật tánh thường hay vô thường. Rõ ràng Phật tánh là thường hằng, nhưng mà đến lục tổ Phật tánh thường hay là vô thường, tổ nói vô thường. Bởi phá cái chấp thôi, mình chấp cái gì cũng là thường thì tổ nói cái vô thường để phá. Vậy thôi chứ không có ai hết. Mà biết được như vậy rồi thôi, ai nói mình im lặng mình nhẫn. Được nhẫn đó gọi là gì? Là im lặng như hiền thánh. Mà nói á, mà đợi lục tổ nói mà người đồng kiến đồng hành á, nói để cho hiểu và tu á, thì gọi là gì? Là nói năng như hiền thánh. Và trong chúng phải cần như thế vậy. Còn ở đây á, một lớp sâu hơn nữa là nói năng như hiền thánh, không phải mình nói chánh pháp. Nhiều khi quý thầy hiểu với mình mà nói Phật pháp họ còn giận với thầy nữa, họ phỉ báng với thầy nữa, đúng không? Chẳng hạn tôi làm nhà khách nè, ai đụng đâu quý thầy cũng nói Phật pháp, ta nhiều khi người ta không thích nữa. Mà nói như thế nào mà tinh thần nói năng như hiền thánh đây á, là nói cái lời nhu nhiến thanh tịnh, giải thoát, cởi mở, cởi trói cho họ. Tùy theo chẳng hạn như trong hoàn cảnh, trong cuộc sống họ bị cái gì, cũng phải mình đưa Phật pháp ra. Mà mình nói làm như thế nào đó mà cái lời nói mình nhu nhiến thanh tịnh, mở trói cho họ, thì cũng là gì? Là nói năng như hiền thánh. Còn có những trường hợp mình im lặng, mình nói gì hết á, im lặng lại, đó là im lặng như hiền thánh mà mở trói cho họ. Đó là quan trọng nhất, chứ không phải mình đem ra mình cãi, mình công kích, rồi mình lượng bàn thì nó không đúng. Dù cho Phật pháp mà cũng đúng nữa, đó rất là rõ. Dù cho Phật pháp mà cũng phải như hiền thánh đó. Rồi chẳng được tranh chỗ ngồi, sa di học xứ ghi, nói chẳng có từ tốn mà ngồi, còn chẳng có thích nghi, huống nữa là tranh ư. Song trong tùng lâm vị trí chỗ ngồi, mỗi mỗi có thứ lớp, sa di lấy giới pháp thứ lớp mà ngồi, nếu có tranh thì mất pháp độ tùng lâm. Có nghĩa là mình ngồi hay là mình ngồi ăn cơm, mình ngồi thỉnh nguyện, bất cứ sự việc nào là đều lấy cái giới pháp làm trọng hết. Chẳng hạn như quý thầy mà lấy giới pháp làm trọng là sao? Chẳng hạn như sa di mà xuất gia cùng một lượt là lấy cái gì? Biết không? À, lấy tuổi đời làm cái mốc. Còn mà người mà xuất gia, sa di mà xuất gia, họ xuất gia trước mình 1 tháng, 2 tháng hay là 3 tháng gì cũng phải nhường họ ngồi trước, chứ không phải nói mình lớn tuổi mình ngồi trước không có. Đây là sa di lấy giới pháp làm thứ lớp mà ngồi. Thì trong kinh Tạp A Hàm cái ghi lại á, vào cái thời Đức Phật á, thì một hôm là Phật mới báo các đại chúng là ngày hôm nay là phải đi du hành, tức là đi du hành thật là xa. Thì trong chúng lúc này có lục quần và thập quần tỳ kheo đi theo. Thì đến một cái khu rừng nọ thì lục quần và hàng thập quần tỳ kheo tranh chỗ ngồi, tức là tranh chỗ ngủ hết, còn đợi ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất ngủ ngồi hiên đó. Thì sáng hôm sau Phật nghe cái tin câu chuyện này, Phật mới kể một câu chuyện chứng minh đó, con voi, con khỉ và con cát ấy, ba con chơi nhau rất là thân. Thì Phật thì một hôm á, không có biết con nào là lớn tuổi hết, thì lúc này mới hỏi ra cái cây ở rừng, chẳng hạn cây ổi á, là con voi, con khỉ, con cát, con nào thấy trước. Thì cuối cùng ra thì mới hay ra được rằng á, cái cây này đã do con cát ăn cái hột, chẳng hạn như hột cái ổi, rồi đi ngang qua nó phóng ế xuống, cho nên bây giờ nó có cây ổi này. Thì cuối cùng con cát là lớn tuổi, phải đi trước, lúc nào cũng được đi trước hết. Thì Phật đưa ra ví dụ á, là pháp của Phật là bình đẳng. Bình đẳng về cái gì? Đó, về cái tánh Phật. Nhưng mà sao cũng phải có thức lớp. Người nào thọ giới trước thì đi trước, thọ giới sau thì đi sau, thì đúng mới đúng gọi là pháp độ tùng lâm. Đó, quý thầy nhớ kỹ á. Chẳng hạn như có những người nào mà họ đến đây nè, họ là tỳ kheo, là quý thầy phải hỏi là bao nhiêu hạ để sắp họ đứng trước, ngồi trước. Chứ thôi mình không biết, họ không có nói hạ mình biết. Chẳng hạn như đến nhà khách chúng tôi phải hỏi hạ, bao nhiêu hạ, mấy hạ, mình sắp cho họ ngủ, họ nghỉ như thế nào, đó, lấy pháp độ tùng lâm làm chính. Chẳng được ngồi chỗ cao xa, kêu nhau nói cười. Thì mình học vô mình thấy rất là rõ, nếu mà ai mà chịu học quay nghi phép tắc rồi đó, thì rất là thuần. Học một thời gian mà chịu khó áp dụng nó rất là thuần. Mà những người nào mà ỷ lại mình thọ giới cụ túc rồi, hoặc nói khác hơn mình lớn rồi mình không cần học quay nghi phép tắc thì mình nhìn vô người nhỏ, mấy đứa nhỏ nó học cái này nó biết à, ông thầy này tuy rằng ổng thọ giới tỳ kheo rồi mà ổng hồi xưa chắc ổng học nhìn biết liền.
đó rất là rõ. Sa di học sứ ghi: đây như các bà la môn tụ hợp không khác, chẳng thành tăng thể. Nếu mình nói nha, mình cười giỡn đó, nếu có việc cần phải đàn chỉ khiến biết, nói nhỏ khiến nghe, nếu ở xa kêu nhau nói cười, coi như không người, làm mất oai nghi động chúng, lỗi chẳng phải nhỏ. Có nghĩa là trong tăng chúng mà mình nói nha, mình cười, mình giỡn đó thì rất là động chúng đó. Trong chúng có mất oai nghi, phải ẩn ác dương thiện, nghĩa là ẩn cái ác của người, nêu bày cái thiện của người. Ẩn ác thì tự thêm lớn công đức, dương thiện thì khiến chúng thêm sáng lạng. Diễn Tổ nói: người xưa vui cái nghe lỗi của mình, vui đối với việc làm thiện, thêm lớn đối với sự đùm bọc quan sơ, coi trọng đối với việc ẩn ác, lấy sự khiêm tốn giao hữu, lấy cái việc tinh cần giúp chúng, chẳng dùng hai tâm được mất. Cho nên ánh sáng to lớn chiếu khắp huy hoàng xưa và nay. Thì đây nói tiếp này, là trong chúng mà có mất oai nghi á, thì chúng ta phải làm gì? Là phải ẩn ác dương thiện, chứ mình đừng có nêu cái xấu của chúng ra. Quý thầy nhớ rút tỉa kinh nghiệm nha. Chẳng hạn như trong chúng có một người nào đó, tự nhiên họ hay giỡn hay cười, họ mất oai nghi phép tắc lắm, thì quý thầy đừng có về gặp cư sĩ hay là gặp người thân của mình nó kể ra với ông thầy đó như thế gì đó. Thì quý thầy phải làm gì? Phải ca ngợi cái công đức của Tùng Lâm. Cho gì? Cho cha mẹ mình, cho người thân họ biết, họ phát khởi tính tâm, gọi là ẩn ác dương thiện đó. Phải nhớ kỹ, người tu là phải ẩn ác dương thiện. Còn đây mà người tu mà chiên cái đi nói xấu người bạn huynh đệ của mình, nhiều khi chịu không được cái điện thoại xuống nhà rồi đó. Có những người như thế vậy. Là gì? Hả? Ẩn gì? Ẩn thiện mà dương cái ác ra đó. Quý thầy nhớ kỹ, mình học có sao là lớn, mình rút kinh nghiệm. Nghĩa là ẩn cái ác của người á, nêu bày cái thiện của người á. Ẩn ác thì tự thêm lớn công đức, tức là mình dìm cái ác, mình gì, mình ẩn cái ác á, mình dìm mất cái ác á, mình nêu cái thiện lên á, thì cái công đức mình á càng ngày càng tăng trưởng lớn lên. Tự mình có cái tâm gì? Thứ nhất là phát huy được cái tâm bao dung và tha thứ, mà dương cái thiện á thì khiến chúng thêm sáng lạng. Có nghĩa là mình dương cái thiện, mình nêu cao cái thiện lên á, thì cái Tùng Lâm mình ai biết hả? Cư sĩ Phật tử rồi người thân của mình đó. Rồi Diễn Tổ nói: người xưa thì vui cái nghe lỗi của mình, vui đối với việc làm thiện, thêm lớn đối với sự đùm bọc quan sơ, coi trọng đối với việc ẩn ác. Tức là người xưa họ tu á, họ rất là coi trọng về cái chỗ này, tức là ẩn ác, luôn luôn ẩn ác. Còn đây mình thấy cái người đó mình mới có nghi à, chứ chưa thấy chính xác nữa, mà mình đi đầu này đầu nọ mình nói là sao hả? Mình bây giờ người tu của mình á thấp hơn người xưa rất là nhiều, cho nên cái đạo nó rất là xa. Nhiều khi mình nói tu bây giờ sao nó không có ngộ giống như người xưa, sao mà ngộ được? Mình chiên bị cái này mà sao ngộ được? Bị cái gì? Bị cái mà mình không có chịu ẩn ác dương thiện này nè, nó che lấp đi cái tự tánh, càng ngày càng lu mờ, thì không bằng người xưa đó. Thiền sư Linh Nguyên nói: phải khéo ở trong Phật pháp mà dụng tâm, ở trên trần cảnh mà dẹp tình, dưới lớp áo cà sa sợ mất thân người, thật là khổ, nên phải ẩn ác dương thiện đó. Đây là thiền sư Linh Nguyên nói á, là phải khéo ở trong Phật pháp mà dụng tâm, ở trên trần cảnh mà dẹp tình, dưới lớp áo cà sa rất là sợ mất thân người, sợ chắc chắn là kiếp sau mình được thành người mình mặc áo cà sa nữa. Cho nên các ngài rất là sợ cái điểm này, cho nên phải gì? Ẩn ác dương thiện đó. Chẳng được khoe sự nhập để rõ công lao của mình, phàm ở đâu ngủ không nên ngủ trước người, dậy không nên dậy sau người. Tức là chẳng hạn như quý thầy mà làm việc cực nhọc gì đó, làm ban điện, ban nước, tất cả mọi thứ ban, mà đi chỗ nào quý thầy cũng nói là nếu mà không có tôi không có điện để xài á, phải không? Hoặc là nếu mà không có tôi là không có đậu hũ ăn á. Hoặc nói khác hơn, nếu mà không có tôi là không có nước xài á, thì cũng có không có cái công đức, có phước đức gì hết đó. Đi đâu mình cũng phê cái sự nhập hết á, thì sao? Thì trong lực cấm không có cho. Đây đối với thầy nè, chẳng hạn như quý thầy làm ban điện, ban nước, làm tất cả mọi việc, đối với thầy cho ai? Nói thử đi hả? Thầy Đức Chí nè, làm cho ai? Nhiều khi mình tưởng rằng mình làm này cho hòa thượng, cho thầy trụ trì, cho đại chúng, thật ra làm cho chính mình, phải không? Thiệt ra mình nghiệm lại làm cho chính mình. Đấy, bởi vì quý thầy mà muốn mà đi tu, ai mà không muốn thành tựu quả vị Phật? Lần sau quý thầy học vào cái đoạn sau, quý thầy sẽ thấy nè,
mà muốn thành tụ quả vị Phật, Phật nói là trong các việc Phật việc gì cũng làm hết, lúc mà hành Bồ Tát đạo làm tất cả mọi việc luôn thì mới thành tụ quả vị Phật được. Thì ở đây mình tưởng làm cho đại chúng, làm cho hòa thượng, làm cho thầy trụ trì chứ thật ra làm cho chính mình, thật ra làm cho chính mình. Mà mình thấy được như thế rồi thì với thầy làm việc á, là từ việc nhỏ đến việc lớn, làm điều hết sức mình, làm trong chánh niệm, mà làm rất là dè dặt nha, làm tức là làm rất là an lạc thảnh thơi, chứ không phải mà làm mà gượng ép gì hết á. Đây làm cho chính mình, nhớ kỹ một điều á, làm việc cho đại chúng là làm cho chính mình á. Cái hạn như quý thầy mà làm tù hủ rồi chỉ nhật hành đường chỉ củi, nhiều khi mình tưởng làm nấu lên cho mấy ông thầy ăn cho thiệt á, làm cho mình đó, mình muốn thành tựu quả vị Phật mà. Còn thôi mình ở nhà sướng hơn, khỏi đi tu. Mà hở đi tu làm tức là làm cho mình đó. Đó. Rồi sa di học xứ ghi, không ngủ trước và dậy sau, có hai việc. Thứ nhất á, là mình khỏi giải đãi. Thứ hai á, là khỏi tâm niệm chúc. Đó, cái điều đó quan trọng nhất. Tại hạn như mà chúng dậy hết rồi, xúc miệng rửa mặt rồi chuẩn bị ngồi thiền, mà mình vẫn còn ngủ đằng sau, thì chắc chắn tôi bảo đảm ở trong tăng đường 19 người chứ 18 người khởi niệm, quý thầy tin không? Mà khởi niệm mình khó tu lắm, mà chúng thì hay khởi niệm lắm, phải mình ngủ lại thì chắc chắn họ khởi niệm à. Đó cho nên là gì? Là mình phải gì? Không ngủ trước và dậy sau, có hai việc. Đây mình học từ từ, mình học thấy rất là kỹ. Nên thiền sư Quyến Nghiệt lão hòa thượng khai thị chúng rằng, tức là mình dậy sớm á, là được cái sức tinh tấn. Tinh tấn là bảo hoặc tu đạo, Phật tổ do đây mà thành, phiền não nhân đây mà đoạn, là thích tử há có thể giải đãi ư. Đây là tổ tiên ngược sư dạy á, tổ Quyến Nghiệt dạy á, là tinh tấn là bảo hoặc tu đạo, tức là cái bảo hoặc đó. Rồi Phật tổ do đây mà thành, có nghĩa là thành Phật tác tổ là do gì? Do cái sức tinh tấn mà thành. Đó. Phiền não nhân đây mà đoạn, tức là bệnh tật nè, phiền não chướng nè, sở chi chướng nè, những cái chướng nạn của mình nó nhân nhờ cái sự tinh tấn mà đoạn trừ. Đó. Cho nên á, một hôm á, Phật mới sai bảo tôn giả A Nan á, đọc lên cho Phật nghe về cái tinh thần mà thất gì, thất bộ đề phần đó, đến mà tinh tấn như ý túc á, vừa đọc đến đó thì Phật ngồi dậy liền. Thì lúc này Phật mà mỏi lưng rồi, nhất mỏi lúc mà lớn tuổi rồi đó, thì tôn giả A Nan nói là bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà đọc đến cái chỗ mà tinh tấn như ý túc Phật ngồi dậy? Thì Phật nói cái câu, cái bài này á, là không phải Phật nói ra, mà mười phương chư Phật đều nói cái đoạn này hết. Có nghĩa là đến cái đoạn mà tinh tấn như ý túc là Phật ngồi dậy nghe tôn giả A Nan đọc. Mà cái lời này là Phật từ kim khẩu Phật nói ra, mà hở mà đọc đến cái đoạn này là Phật ngồi dậy liền. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Kinh Di Giáo Phật dạy, tỳ kheo các ông nếu chuyên cần tinh tấn thì không có việc gì là khó, thế nên các ông phải chuyên cần tinh tấn. Thí như giọt nước chảy luôn có thể sôi thủng phiến đá, nếu như tâm của hành giả thường thường biến nát bỏ bê, chẳng khác nào kéo lửa chưa nóng mà ngưng, tuy muốn được lửa, lửa cũng khó được. Ấy là công đức tinh tấn. Có nghĩa là Phật dạy rất là rõ. Nếu mình mà kéo lửa đó, ngày xưa là phải có một vẹt ga như mình, phải không? Dùng cái gì? Dùng hai cây tre cạ sát, cọ sát suốt luôn thì nó nóng, nó phục lửa lên. Còn đây với thầy đang cọ một hồi cái bỏ. Đối với thầy mà tại sao mà trong cái thời của mình nó tu khó chứng đạo hơn ngày xưa? Ai biết không? Cái thời này nè. Hả? Biết không? Sao vậy mà cái thời xưa tôi coi sử, tôi nghiên cứu kỹ là các ngài mà chứng đạo nhanh hơn mình là các ngài làm gì? Là các ngài luôn luôn khắc khỏi ưu tư về cái vấn đề sanh tử. Tại sao mình sanh ra cõi đời này, rồi mai kia mình chết mình đi về đâu? Tại sao mình có mặt trong cuộc đời này để làm cái gì? Thì các ngài luôn luôn thúc, mà chính cái điều thúc đó tự các ngài mau đến đạo. Còn bây giờ mình chấp nhận với hoàn cảnh. Đối với thầy biết chấp nhận hoàn cảnh sao không? Cái hạn như mình ở trong chúng á, mình bị lỗi cái gì, cái quý thầy lớn rầy mình nói ôi bất quá tôi hoàn tục, tôi cởi áo lại xong. Cái tư tưởng của mình là như thế vậy. Cho nên đạo rất là xa. Nhiều khi mình nói mình buông ra hai câu thôi, ra đời là xong. Thường thường là như thế vậy. Mà quý thầy nhớ nha, đừng có cái niệm đó nó xảy ra trong tâm thức của mình. Chắc gì mình ra đời
rồi mình tu được nữa, hoặc kiếp sau mình gặp được Phật pháp nữa. Quý thầy phải nhớ đến đó. Cho nên mình bây giờ luôn luôn chấp nhận cái hoàn cảnh, cởi hoàn cảnh sao cũng y như vậy, cho nên tu không bao giờ tiến được. Còn người xưa là các ngài luôn luôn thúc cái việc sanh tử là đi hàng đầu. Sanh tử sự đại vô thường tấn tốc mà luôn luôn thúc các ngài trên các ngài tu nó nhanh hơn mình. Còn bây giờ mình sao? Sáng ngồi cũng được, chiều ngồi cũng được hay chưa, cái gì cũng được hết. Cho nên không bằng các ngài đó. Tuy rằng mình biết rằng, cho nên trong kinh Bột Sao nói nè, người muốn làm việc gì như đào giếng lấy nước, phải đào mãi không thôi, chắc chắn sẽ được nước. Có nghĩa là mình muốn làm cái việc gì á, thì giống như đào giếng mà lấy nước vậy. Đào xuống nửa chừng cái gặp cục đá cái mình bỏ, thì cái pháp tinh tấn nó không có nữa. Mà các ngài đó mà gặp bất cứ sự việc nào á, các ngài cũng đều gắng sức gắng gỗ tu. Các ngài nhớ nha, quý thầy nhớ kỹ một điều nha. Mình nói thẳng luôn, bây giờ mình lỡ đi tu rồi, chỉ bây giờ trên đầu mình chỉ có một chữ tu nữa thôi, chứ bây giờ không có còn nghĩ gì hết, không có nghĩ là mai nay mình phải ráng đi học để lấy bằng cấp, bỏ luôn đi, đừng có bằng cấp bằng gì hết đó, bỏ hết. Rồi mai kia không biết mình làm trụ trì đâu, rồi pháp hội mình sao, bỏ hết đi, cứ nghĩ tu, không mà tu mà thành tựu rồi tự nhiên có người mời mình đi à. Phải, mình mà đủ đức rồi các ngài thỉnh mình đi luôn, chứ đừng thỉnh mình lạy lục mình đi luôn. Còn mình chưa đủ đức rồi thôi, bây giờ mình cứ ráng tu đi, ráng tu miễn thành tựu thôi đó. Tiếp, phàm rửa mặt chớ nên hao nhiều nước. Sa Di học xứ ghi, một là phòng ngừa người sao thiếu nước, hai là phải tích chứa phước mình. Có nghĩa là trong quan nghi 24 quan nghi có nói là phàm rửa mặt chớ nên hao nhiều nước đó, với thầy nhớ không? Tôi thấy có những người trong chúng, tôi thấy tôi chứng kiến luôn, chứ không phải mình nói mình bị chuyện ra. Làm gì? Mở hết cái quần nước, để cái mặt vô rửa, chà xuống thì luôn. Mà không biết cái phước mình bao nhiêu, không biết. Còn người xưa là không phải như mình. Đây quý thầy học người xưa nè. Người xưa có câu, nguyệt thủy dụng nhân thiêu, lãnh thủy dụng nhân khiêu, nhược bất giải tu hành, túng hữu hà sa phước diệt tiêu. Nghĩa là nước nóng công người nấu, nước lạnh công người gánh, nếu không hiểu tu hành, hằng sa phước đức cũng tiêu tan. Rất là rõ phải không? Nước gì? Nước nóng là công của người nấu. Ngày xưa thì không có nước nấu cái bình nước nóng như mình. Ở đây là ngày xưa năm 1998 tôi lên á, là không phải có bình như mình, là cái bình nước nóng này mới đây thôi. Chứ ngày xưa là tụi tôi xuống là phải nấu, tắm rửa cũng phải nấu hết luôn. Mà đối với thầy bây giờ, nước nóng công người nấu có không? Đối với thầy có không? Tiền điện nè, với thầy hỏi nè, chúng tôi làm nhà khách biết nè, một tháng vô là 11, 12 triệu tiền điện. Cũng là gì? Là nước nóng công người nấu, cái xả xài thoải mái luôn. Rồi gì nữa? Nước lạnh công người gánh, có gánh không? Đó. Cũng mười mấy triệu tiền điện, tiền nước, cũng có khi nó bơm lên. Tiền của đàn na tính thí rất là rõ. Nếu không hiểu tu hành, hàng xa phước đức cũng tiêu tan. Đó, cổ Đức nói đó. Rồi trong quyển Chúng Kinh Điển Tạp Thí Dụ quyển 2 á, có ghi lại như thế này, là Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, là ngài sinh trong vương cung, xuất gia tìm đạo 6 năm khổ hạnh, sau đó ngồi dưới gốc cây Bồ đề mà được giác ngộ thành Phật. Như vậy quả Phật có phải là dễ được không? Thành tựu rất là dễ phải không? Thì lúc này Tôn giả A Nan mới hỏi Phật như thế này, có nghĩa là với cặp mắt thường tình của Tôn giả A Nan giống như mình vậy, là nói Phật á là sanh ở vương cung rồi xuất gia tìm đạo 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, rồi sau đó ngồi dưới gốc cây Bồ đề thành tựu quả vị giác ngộ, thì thấy rất là dễ. Thì Phật không có nói gì hết, Phật mới đưa ra một câu chuyện như thế này. Phật gửi ngày sửa xa xưa, có một vị trưởng giả, ông giàu có lắm, nhưng mà ông mới hay tin được rằng bờ biển phía Bắc á, có một con giống sò đó mà nó ăn máu của mình á, thì nó tiết ra gọi một cái hòn ngọc rất là quý. Cho nên ông kêu rất là nhiều người đi đến cái vùng biển đó, mà đến cái vùng biển đó rồi á, thì chích lấy máu nè, rồi trong thân á, đựng trong túi đặt dưới đáy biển. Thì con sò nó nghe mùi máu tanh á, nó đến. Đến rồi sao nó tiết ra cái chất đó, thì từ cái chất đó mới xẻ thịt con sò đó, bỏ cái viên đá vào, thì lúc này mới lấy được ngọc.
mà chọn lựa trong suốt 3 năm mới thế gì mới được hạt ngọc bội châu. Thì sau đó cái ông ấy đem hột ngọc ông đi về, trên đường về thì một số người bạn họ muốn giành cái hột ngọc này, cho nên họ xô ông xuống giếng và lắp lại. Mà không ngờ dưới giếng này á thì có gì, có một cái hang, cho nên ông trốn thoát được. Và sau khi ông về nhà, ông tố giác thì những người này đưa viên ngọc cho ông. Thì sau khi có hột ngọc trong tay rồi đó, thì một hôm á, ông có hai đứa con. Thì đứa con thứ nhất nói như thế này: ngọc châu này từ đâu mà có? Thì đứa nhỏ nó nói là nó sanh từ trong túi của em. Thì mấy đứa lớn nó không phải, nó được sanh và được cất giữ trong túi nhà mình. Thì lúc này ông trưởng giả nghe như thế, ông cười lên. Ông cười lên, ông nói người vợ, ông nói hai đứa nhỏ nó không biết. Ông ấy cởi ra là sở dĩ mà có được viên ngọc này á, là ông rất cực khổ, phải chích máu của mình nè, rồi bỏ dưới biển 3 năm trời mới đi về, mà sắp chích nữa mất mạng nữa. Cái viên ngọc cũng phải này về dễ. Thì Phật cũng ví dụ như á, là ông trưởng giả là ai? Là Đức Phật. Còn hai đứa nhỏ này giống như chúng sanh, tưởng quả vị Phật dễ lắm, tu một thời gian là thành tựu à. Mà Phật nói gì? Muốn thành tựu đạo quả là phải phát tâm tu theo lục độ hoạn hạnh của Bồ Tát, tích chứa công đức trong nhiều kiếp, chứ chẳng phải chỉ làm một việc tu một hạnh, xả bỏ một thân mà có thể thành tựu được đạo quả. Có nghĩa là Phật nói là Phật trải qua vô lượng kiếp, tích chứa rất là nhiều, làm tất cả các việc phước thiện và tu tất cả gì lục độ hoạn hạnh của Bồ Tát thì mới thành tựu được. Thì đây cũng vậy, quý thầy mà muốn tu thành tựu đến cái quả vị cuối cùng á, là phải tích chứa. Đừng có nói gì trong một kiếp này thôi mà quý thầy xài hết phước một thời gian tu được nữa ra đời. Mà ra đời khổ lắm chứ không phải sướng. Nè, tôi chứng kiến là có một người ngày xưa đi theo tôi làm Phật sự á, mà xài phí nước á, xài dữ lắm. Xài mà một lần mà xả ra đỡ cái mặt vô rửa chừng nào xong thôi dặn mà. Có nhiều khi quên nên tôi phải vào tôi tắt. Nhưng mà quý thầy biết một thời gian mà người đó tu cũng tinh tấn lắm, nó cố gắng lắm. Nhưng mà tu một thời gian cũng ra đời hoàn tục, tu cũng được. Cho nên mình xài phước mình phải kỹ đó. Còn nhiều người không hiểu, họ nói ra rằng là quý thầy nhớ kỹ một điểm nè, có những người mà họ tu không được, họ hoàn tục là có những người họ sung sướng cũng có, chứ không phải không, chứ không phải nói ai ra đời là cũng khổ. Nhưng mà tôi nghiệm kỹ mấy người nào mà ở tu hành mà họ ra đời họ vẫn sung túc sung sướng đó, là họ ở không chúng họ làm xả thân, họ xả thân, họ làm việc gì phục vụ gia đại chúng rất là nhiều, rồi họ tu cũng được nữa, họ ra đời cái phước họ cũng có chứ không. Còn ở trong này là mình xài phước phí nè, rồi mình hao tổn của tam bảo nè, rồi mình không kính những bậc trưởng thượng đi trước ấy, thì bảo đảm người này ra đời là 10 người khổ, 10 người khổ dữ lắm, mà chính chúng tôi chứng kiến luôn. Ngày xưa ở đây tôi nói thẳng luôn nè, có thầy Thông Hiển nè, ở đây thầy làm thư ký rất là nhiệt tình nha, thầy làm rất là nhiệt tình, mà bây giờ thầy ra rồi thầy không chịu tu nữa, thầy ra nói thiệt không ai sướng bằng thầy. Rất là sung sướng, một tháng gì gần 700-800 đô, đủ sống dư giá rồi. Mà bữa tôi lên tôi thăm nè, là đầy đủ sung túc hết, là mình biết, mình nghiệm ra, hồi xưa ở trong chúng á, làm việc hết sức, hết khả năng mình. Còn đây với thầy mà tuy rằng thầy nhỏ tuổi phát tâm xuất gia mà mình hao tổn của tam bảo, rồi mình phá phách trong tùng lâm nữa, rồi một thời gian mình tu nữa mà ra đời nó khổ, khủng khiếp luôn. Với thầy nhớ lưu ý điểm này, đây tôi nhắc chung cho mấy thầy biết á, rất là khổ. Cho nên cuối cùng mình phải ráng cố gắng tu đó. Cho nên trong quyển mà Ngũ Đăng Hội Nguyên có ghi lại á, là thiền sư Động Sơn mà xuống nhà biết thấy tăng chúng mà làm đổ bún gạo á, mà ngày giận lên một chút xíu thôi, ngày vỡ trách á, thì lúc này Thổ Địa bước ra đảnh lễ nói là 30 năm tìm ngài mà suốt mà không gặp, ngày hôm nay á, nhờ ngài khởi niệm vỡ đại chúng cho nên con mới thấy. Có nghĩa là 30 năm qua ngài không có khởi niệm gì hết, mà hôm nay nè vừa khởi niệm vỡ chúng tăng, tại sao mà mấy ông làm bún gạo đổ đầy hết vậy? Thì Thổ Địa thấy liền. Thổ Địa thấy bằng cái gì? Bằng cái tâm thức đó, vừa khởi lên là Thổ Địa thấy liền. Còn sao Bạch Hòa Thượng 30 năm nay con tìm ngài, con đảnh lễ mà không thấy, bây giờ mà Hòa Thượng vỡ một cái khởi niệm một cái con thấy đó, rất là rõ. Cho nên mình thấy người xưa như các thiền sư, mình đừng có nói các ngài hiểu thiền hiểu đạo rồi á, không quý của tam bảo, mà các ngài rất là tôn trọng về cái những cái hạt thóc, hạt cơm, hạt gạo của tam bảo. Như chẳng hạn như trong Ngũ Đăng Hội Nguyên ghi nè: thiền sư Khánh Chư đến tháp hội Quy Sơn được cử làm chi khố. Một hôm sư đang sàng gạo, Quy Sơn bảo: hoặc cổ thí chủ chớ để rơi rớt,
sư thưa chẳng dám rơi rớt. Đó, thấy không? Đang sàn gạo thì hòa thượng xuống liền. Quy Sơn lượm ngay trên đất một hạt gạo lên hỏi, ông nói chẳng rơi rớt, đây là cái gì? Ở đây mình nhớ nha, ngầm hai ý. Một ý là hòa thượng Quy Sơn khai thị, mà một phần nữa là phải tiết kiệm của Tam Bảo, tiết kiệm của Tùng Lâm. Nói nếu mà ông không nói rơi rớt là đưa lên, tức là một phần khai thị, nhưng mà một phần cũng là gì? Là phải luôn luôn quý tiết của Tam Bảo. Mà từ gì? Nè, chớ xem thường một hạt gạo này, trăm ngàn hạt đều từ một hạt này phát sanh ra. Có nghĩa là từ cái mà nhỏ nhiễm nhất, từ cái mà một cái niệm mà nó nhỏ nhiễm mình không thấy ra gì, nhưng mà từ cái niệm này mà nó phát sanh vô số các niệm khác. Cũng vậy, quý thầy thấy á, một giọt nước rồi những cái gì mà nhỏ nhặt cái mình thấy nó không là cái gì hết, mà nguyên nhân mà sau này mình không tu được, mình không thành tựu được là do cái này, do cái ban đầu. Cho nên thầy chủ trì thường chiếu hay là hòa thượng với thầy đi chung với thầy thấy các ngài kiểm phước lắm. Chẳng hạn như đi trên đường mà hòa thượng thấy một cây đinh là kêu lại lụm, kêu đem xuống kho. Rất là rõ, mình kinh nghiệm mình thấy luôn. Rồi hòa thượng ở thường chiếu nữa mà đi ngang qua một cái khúc nào mà thấy một chút rác thôi, hòa thượng cũng xuống lụm bỏ thùng rác. Mà tôi đi theo hòa thượng tôi thấy nè, mà một cọng rác nhỏ hòa thượng cũng bắt phải lụm bỏ thùng rác để cho nó sạch cái tùng lâm. Các ngài kiểm phước dữ lắm. Rồi mà hòa thượng mà đi xuống nhà khách mà thấy mà nước mà nhỏ giọt giọt, hòa thượng phải kêu tắt chứ không có đỡ, mà nhỏ nhỏ từng giọt thôi, nước cũng đầy tràn thôi. Nhỏ một thời gian thì nước nó cũng đầy, cho nên hòa thượng kêu mình phải tiết kiệm của Tam Bảo dữ lắm. Tiền này tiền của tính thí hùng góp lại đó. Cho nên là tổ Quy Sơn nói là chớ xem thường một hạt gạo này, trăm ngàn hạt đều từ một hạt này sanh. Đó, sư thưa trăm ngàn hạt từ một hạt này sanh, chưa biết hạt này từ đâu sanh. Quy Sơn cười to ha hả trở về phương trượng. Đến chiều Quy Sơn thượng đường bảo, đại chúng trong gạo có sâu, các ngươi hãy khéo xem. Thì lúc này là thiền sư Khánh Chân nói là trăm ngàn hạt từ một hạt này sanh, chưa biết hạt này từ đâu sanh. Quý thầy biết hạt này từ đâu sanh không? Thì đợi quý thầy đáp số ha. Thiền thoại ghi, nên khi xưa hòa thượng chạm đường, bình sanh lấy luật buộc ràng nơi thân, tuy lãnh chúng hoằng pháp, chẳng khác ở trong tăng chúng. Sáng sớm sau khi thức dậy, múc một ít nước rửa mặt, lại rửa chân, sau mới lấy nước tưới vào rau quả, tích phước như thế chẳng dám phế bỏ. Thấy không? Có nghĩa là ở đây là cởi lại là hòa thượng chạm đường, thì cái này học trong sử thầy biết rồi á, thì cơ phong của ngài cao vút luôn, mà lúc mà ở trong chúng á, ngài lấy giới lực làm trọng, rồi sau này mà ngài lãnh chúng hoằng pháp lợi sanh rồi đó, thì ngài sống giống như là trong lúc ở trong chúng. Sáng sớm á, ngài múc chẳng hạn cái ly nước, ngài múc một ly nước này thôi, rồi ngài rửa mặt cái ngài rửa một chút nữa là rửa chân, còn một ít nước á, thì ngài tưới vào rau quả, tích phước như thế chẳng dám phế bỏ. Quý thầy thấy không? Ra hoàng pháp lợi sinh rồi mà không dám xài nhiều đó. Rồi tiếp, sĩ răng nhổ nước phải cúi đầu đem nước xuống, chẳng nên phun nước nhầm người. Có nghĩa là quý thầy mà làm gì, chẳng hạn như là sĩ răng nè, nhổ nước nè, phải cúi đầu đem nước xuống, chẳng nên phun nước nhầm người. Thì ở đây quý thầy học lực là biết được nhiều rồi đó ha. Chẳng nên hỉ mũi và hạt nhổ lớn tiếng, chẳng được ở trong chùa, ở trên điện và tháp, cùng nhà sạch đất sạch, trong nước sạch hỉ mũi, hạt nhổ phải hỉ hạt nơi chỗ khuất. Thì chẳng nên hỉ mũi và hạt nhổ lớn tiếng. Thì quý thầy mà lập ra nhà khách biết là ai mà ở nhà khách mà chỉ cần mà khạc hỉ mà lớn tiếng là bà thượng sai thì giả xuống nói liền đó. Mình thấy bà thượng vậy cho mà lực là các ngài học kỹ lắm nha, chứ không phải mình tưởng xuống là rầy liền đó. Rồi Sa Di học sứ ghi, điện tháp là chỗ cúng dường tượng Phật, xá lợi, nếu hỉ mũi khạc nhổ thì thần hộ pháp giận. Cứ nghĩa là mình trên chánh điện nè, hoặc quý thầy đi ngang qua sáng sớm mà đi quét sân quét rác vậy, tự nhiên mình có cục đờm nổi là mình chịu nổi, mình khạc trên trước chánh điện thì cũng tổn phước, bởi vì thần hộ pháp giận mình lắm. Thứ nhất là trước gì tượng Phật nè, xá lợi của Phật là không được khạc nhổ, mà nói chung ở đất sạch trong nhà lam là không được khạc nhổ tiểu tiện. Lần sau quý học dần dần sẽ thấy.
nhà sạch, đất sạch, chỗ tọa thiền kinh hành. Nếu hỉ mũi khạc nhổ thì mắt người chế diễu, động tâm người khác. Chẳng hạn như việc mình thấy quý thầy mà lớn tuổi thôi, lớn tuổi hạ cũng vậy, mà đụng chỗ nào khạc chỗ nấy á, thì mấy đứa nhỏ nó học quay lực quay nghi, nó nhìn nó thấy nó biết, nó chế diễu nó cười mình. Ông thầy lớn vào tùng lâm lâu mà không học lực, không học quay nghi phép tắc gì hết. Thì ở đây quý thầy học thì nhớ kỹ, sau này mình lớn á, mình lớn mình làm gương cho người sau á, cái người mà hậu học sau này á, thì nhớ cái điểm này đó. Nước sạch để cúng dường, để dùng cúng Phật cúng tăng, hỉ mũi khạc nhổ làm ô uế, hao tổn phước đức, chuốc quạ vào thân. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là nước sạch á, thì để cúng dường Phật, bởi vì mình khạc mình nhổ thì nó cũng thấm, cho nên là không được hỉ mũi khạc nhổ. Rồi ở trong này tổ tiên được sư kể lại á, là xưa có một vị tăng ban đêm ngồi bên tháp của Phật, thì tình cờ ông khởi cái niệm khinh thường lên, ông hỉ mũi rồi ông khạc một cục đờm, ông khạc ra cái thì ông chợt thấy dưới ánh đèn á có một vị thần hộ pháp duỗi tay ra đón lấy đàm giải của ông. Thì ông đang lên ngồi tháp của Phật nè, tự nhiên ông khởi cái niệm khinh thường lên, ông nói trong lực vậy gì chứ chắc gì có. Cái ông vừa khởi niệm thôi, ông khạc cục đờm, ông vừa khạc ra cái thì tự nhiên ông thấy dưới ánh đèn có một vị hộ pháp hiện thân lên, đưa cánh tay ra hứng cục đờm của ông. Thì thầy thấy không, đối với thầy có không? Rồi vị tăng từ đó kinh ngạc và sợ hãi, chọn đời thúc liễm thân tâm, ẩn náu trốn núi rừng sâu, không ra độ chúng. Ông biết cái chuyện này có sự thật chứ không phải chuyện đơn giản. Đây là tổ tiên luật sư cởi lại là ông nói là trong lực vậy gì chứ làm gì có chuyện đó. Thôi bên đây mình khạc thử coi. Ông vừa khạc cuộc đời ra cái tự nhiên có thần hộ pháp duỗi cánh tay ra hứng liền, hứng cấp. Ông quản quá rồi, từ đó về sau ẩn trốn núi rừng. Ông nói cái này có sự thật. Bữa nào quý thầy thử được coi, thử được không? Ở đây ông này có phước lực á, cái vị tăng này có phước lực cho nên thần hộ pháp dương ra hót đón lấy. Còn mình có phước lực là ai? Nói thật đi. Nhiều khi mình không có phước lực hộ pháp ra nữa thì mình dính nhân quả, phải không? Cho nên quý thầy thấy rất là kỹ. Trên bữa tôi làm nhà khách nè, có một cái người này dắt một đứa nhỏ vậy nè, họ đâu có biết mà cũng tội, mình thấy mình phải thương. Là họ đến ngay cho trước chánh điện, ngay cái cây tùng đó, thì họ si đi cầu đó, vừa si tôi lật đật tôi chạy vô, tôi lấy một cái ấy nhựa đó, cái nhỏ nhựa vậy nè, tôi để dưới cái liền tự ra rồi mà không kịp tôi họ tổn phước rồi, xong hết là tôi mới khiêng họ. Rồi đâu đó tôi nói lên đảnh lễ Phật, phải sám hối, phải thành tâm như thế nào đó. Thôi là bị họ nói họ không biết, nhưng mà đối với thầy không biết bị không, bị không hả? Mình đâu có biết đối bị không, bị gì đối với thầy á, bị cái trí si mê, bởi vì không gặp được thiện tri thức chỉ dạy. Cho nên ở chùa mà đến chùa với thầy nhớ kỹ một điểm á, có những lúc mình phải dạy những người cư sĩ hàng bạch y là phải đến chùa, phải đừng có làm gì, đừng làm gì, đừng làm gì. Ngày xưa tôi qua bên Canada, tôi cũng dạy một số cư sĩ á, nhiều khi cư sĩ họ không biết, hẹn như đi vòng họ ngồi họ tiểu, nam cũng có nữ cũng có, tôi kêu vậy tôi dạy liền, tôi nói tiểu vậy nó bị gì tôi nêu ra. Họ từ đó sau họ rất là sợ, đâu tiểu đâu gì cũng phải vô nhà tiểu, không dám tiểu bậy ở trong Già Lam đất Phật. Mình thấy nó đơn giản vậy nhưng mà có long thần hộ pháp đó, chứ không phải không. Mà những vị long thần hộ pháp này toàn là những bậc mà quyền thừa Bồ Tát thì hiện Phật họ ký, mà cái ông sau này là phải gì, phải thủ hộ Già Lam. Chúng thôi là mình thấy trong Già Lam nó có là gì hết, nhưng mà có hộ pháp. Chúng thôi Tùng Lâm mình dễ yên ổn tu hành, có hộ pháp hết đó, chứ không phải không. Mà chính chúng tôi làm nhà khách kinh nghiệm nhiều lần tôi biết có hộ pháp đó, rất là rõ. Cho nên vị tăng này vừa khạc nhổ là có thần hộ pháp duỗi cánh tay ra hứng liền. Từ đó về sau á, ông thúc liễm thân tâm, chọn đời ẩn náu trốn rừng sâu luôn, chứ không ra độ chúng nữa đó. Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 5 có ghi, cõi trời Đao Lợi thì có một vị thiên nữ đầu đội tràng hoa, ánh sáng rực rỡ hơn các cái vị tiên khác luôn. Thì lúc này trời Đế Thích rất rõ ngạc nhiên, mới hỏi bài kệ như thế này: ngươi tạo phước nghiệp gì, thân sáng như vàng rồng, sắc sáng như hoa sen, lại có oai đức lớn, thân chiếu sáng huy diệu,
mặt tươi như hoa nở, sắc vàng chiếu rực rỡ, do làm gì mà được, xin hãy nói ta nghe. Có nghĩa là trên cung trời Đao Lợi thì có một vị thiên nữ này, thì cái thân sắc chiếu sáng là hơn những cái vị tiên nữ khác. Quý thầy nhớ kỹ điểm rằng trong kinh diễn tả là cái phước nghiệp không phải chư thiên ai cũng giống như ai đâu. Do quý thầy ở dưới này cúng dường cái gì, tạo được cái phước nghiệp gì, thì tự nhiên quý thầy thác sanh lên cung trời thì cái thân sắc tướng quý thầy nó hơn những người khác, thù diệu hơn. Và do dưới này mình tạo phước nghiệp đó. Thì lúc này thiên nữ mới nói như thế này: xưa tôi lấy vòng hoa cúng tháp Phật Ca Diếp, đời này sanh cõi trời, được công đức vượt trội, xin ở nơi giữa trời, quả báo thân kim sắc. Có nghĩa là do cái nhân duyên là gì, đến trước tháp của Phật Ca Diếp cúng dường có một vòng hoa thôi, mà bây giờ tái sanh lên cung trời Đao Lợi được cái thân sắc thù thắng. Bữa nào mà quý thầy đi ngang qua cái tháp của Đức Phật Thích Ca đó, bây giờ nè, cúng vòng hoa cúng gì đi thì chắc chắn được, mình phải tin tưởng như thế. Mà trong lúc, trong giờ phút thực tại này, cái tâm của thầy quan hỷ, cái tâm của thầy kính tín thì đã được cái phước quả thù thắng rồi. Mà tháp của Phật đó là hiếm có, hiếm gặp lắm. Nào có tiền với thầy đi du gì đó, đi du lịch đó, qua Ấn Độ gì đó, có tháp Phật nhiều lắm, thì cúng dường đó. Thì Thích Đề Hoàng Nhơn mới nói bài cởi tán thán như thế này: lạ thay ruộng công đức đã nhổ hết cỏ xấu, hạt giống nhỏ như vậy được quả báo thù thắng. Hạt giống rất là nhỏ, phải không? Có một vòng hoa mà gì, được quả báo thù thắng. Ai mà không cúng dường cung kính thân hoàng tí, ai không cúng dường Phật ruộng công đức huy diệu, mắt ngài thấy tất cả giống như hoa sang xanh. Người nên đến cúng dường bậc vô thượng thứ nhất, tạo một chút công đức được nhan sắc như vậy. Cúng dường rất là ít mà cái phước quả rất là thù thắng. Quý vị thấy không? Nghĩa: khi uống nước trà chẳng nên một tay tiếp người, chẳng được hướng trước tháp Sĩ Răng và trước vị hòa thượng, vị thầy A Xà Lê. Tức có nghĩa là quý thầy mà Sĩ Răng mà trước mặt hòa thượng thì cũng được sĩ nha, nhớ. Và trước ai nữa? Trước thầy trụ trì, trước quý thầy lớn á, cũng được Sĩ Răng, đứng là sĩ sĩ được. Thứ nhất là mất cái gì biết không? Ở đời nó nói đó, mất phép lịch sự đó. Sa Di Học Sứ ghi: nghĩa là tháp gồm có thánh tượng, hòa thượng A Xà Lê, trưởng lão, thượng tọ và tôn khách. Song khoảng giữa Sĩ Răng có quế khí, quả lại chẳng có thể đối với người thường, huống nữa là đối trước tháp Phật và hòa thượng thầy A Xà Lê ư. Có nghĩa là ở đây tổ nói là trước mặt người thường thôi, người cư sĩ thôi, mình cũng không có được sĩ nữa, huống nữa chi các vị hòa thượng lớn đó. Tam Thiên Quay Nghi nói: chẳng được hướng về Phật, cũng chớ soi lưng về Phật, chẳng được hướng về hòa thượng, các thầy A Xà Lê, cũng chớ soi lưng về phía hòa thượng. Có nghĩa là mình biết hòa thượng đi trước nè, đi đằng sau mình là mình cũng được soi lưng, mình sĩ răng nữa cũng được luôn. Cái lực hay là phép tắc quay nghi cũng cho phép mình. Tiếp: phàm nghe tiếng chuông, chắp tay thầm tưởng, bài kể rằng nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, lì địa ngục khỏi hầm lửa, cầu thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế gia tá ha. Thì đây trong cái phần tỳ ni chúng ta học rồi, bây giờ qua cái phần này nữa thì chúng ta học thêm. Mà học thêm cái phần này á, đây là tổ tiên lực sư dạy, tôi nêu ra cho quý thầy thấy á, là tổ tiên lực sư dạy là mình nghe tiếng chuông là phiền gì, phiền não mình lắng xuống nhẹ. Quý thầy nhớ nha, sau này quý thầy qua cái phần mà học tập kinh điển á, có cái phần là không được đem kinh sách của Phật ra giỡn. Nếu mà quý thầy giỡn là trong giờ phút thực tại này quý thầy mất phước, mà sau khi quý thầy chết á, độ địa ngục trong kinh dạy rất là rõ. Và sau khi đội địa ngục lên làm là những người ngu điếc mà không biết về Phật pháp đó. Và tái sanh ở phương nào đều là trong cái nhà mà tà kiến, mà không biết Phật pháp, đối với thầy đem kinh la giỡn như thế này nè. Mà tôi thấy trong chúng có chứ không phải không. Chẳng hạn như nghe tiếng chuông phiền não nhẹ là tổ dạy chứ đâu phải, cái này là kinh Phật, lời của Phật. Mà với thầy đọc lên có những người thầy đọc sao, nghe tiếng chuông phiền não nặng, cười khả khả lên, tôi thấy đó. Là đây là tổn phước nha, mất phước. Trong giờ phút thực tại mình mất phước, mà kiếp sau ra đời mình không bao giờ gặp chánh pháp, mà sanh trong nhà tà kiến.
Đó, quý thầy nhớ điểm đó. Cho nên đây là lời của Phật, lời của Tổ, từ kim khẩu của các ngài, chứng đắc tự thân các ngài, chứ không phải là nói suông. Cho nên kinh điển mà mình không được đem ra giỡn, phạm giới gì giới, nhưng mà cái giới này phải nhớ kỹ, đừng đem kinh điển là giỡn cười, không có được, rất là rõ đó. Sa di học xứ ghi, nghe tiếng chuông chắp tay là biểu thị thành kính, nghĩa là trong tâm đã thành quay nghi bên ngoài ắt kính. Đây với Sơn á, của Hòa Thượng Tinh Vân á, là trước khi mà thỉnh một chuông này, thỉnh một cái nhẹ, một tiếng chuông chỉ có bon, là cái người thỉnh chuông á, chắp tay đỡ như này, chắp tay đỡ này, chứ không phải mà đi lang bang hết, chắp tay đỡ trước ngực như này. Mà trong này nói nè, nghe tiếng chuông chắp tay là biểu thị thành kính, đây là tổ tiên sư dạy á, nghĩa là trong tâm đã thành, quay nghi bên ngoài ắt kính, tức là chắp tay lại đứng yên, chánh niệm, phước lực dữ lắm. Tôi xưa giờ vô ta tuần lâm này chưa bao lần có thỉnh chuông. Chắc bữa nào tôi cũng phải thỉnh chuông mới được. Thỉnh chuông cái phước lực dữ lắm chứ không phải chuyện. Đây với thầy học lần lần sẽ thấy nè. Phàm nghe tiếng chuông phải chí thành tụng kệ chú. Tức là chí thành á, mình chắp tay chí thành á. Sư Hòa Thượng Chí Công giúp đạo nhãn cho vua Lương Quả Đế. Vua thấy tướng khổ dưới địa ngục. Vua mới hỏi với Hòa Thượng như thế này, khổ ấy làm sao mà giúp được? Thì Hòa Thượng Chí Công đáp, chỉ nghe được tiếng chuông khổ kia tạm dứt, đế liền chiếu chỉ cả trong thiên hạ, các chùa am đóng chuông tiếng ngâm chậm rãi. Đó, quý thầy thấy không, có nghĩa là Hòa Thượng Chí Công mới giúp đạo nhãn cho vua Lương Quả Đế, nương cái thần lực của Hòa Thượng mới thấy được tướng khổ dưới địa ngục. Rồi vua mới sợ quá, mới hỏi bây giờ cái khổ này làm sao dứt được. Thì thiền sư Chí Công đáp, chỉ cần nghe được tiếng chuông thôi, cái khổ nó tự nó tạm dứt. Quý thầy tin điều đó, phải tin nha. Chẳng hạn như á, bữa nào mà dưới địa ngục họ đang tra tấn người nào á, thì tự nhiên nghe một tiếng chuông, quý thầy đánh bon, thì cái sự tra tấn dừng lại, tạm dừng chốc lát, dừng lại. Trên thỉnh chuông, cái tâm mình thành kính, rất là thành kính mới được. Rồi kinh Phú Pháp Tạng ghi á, là tiếng ngân cho thật lâu mới thỉnh tiếng khác. Chẳng hạn như đánh bon, ngân ngân xa xa vậy, rồi dứt một đánh mới đánh tới tiếng thứ hai, chứ không phải bon là tiếp tục những đúng không? Thì thầy đánh là đúng rồi, đem học thiền cho biết. Thì thiền thoại Tinh Vân có ghi lại á, thiền sư Tinh Vân dạy chúng như thế này: chuông là hiệu lệnh trong tùng lâm Phật giáo, tiếng chuông buổi sáng là trước nhanh sau chậm để cảnh tỉnh đại chúng một đêm dài đã qua. Tức là tiếng chuông buổi sáng á, là trước thì nhanh, sau thì chậm, chớ có buông lung mê ngủ. Tiếng chuông buổi tối là trước chậm sau nhanh để nhắc nhở đại chúng tỉnh giác con đường tối tăm mê muội. Đây là Hòa Thượng Tinh Vân dạy cho bên Phật Văn Sơn đó. Đó thì mấy thầy nghe trong thiền thoại cái ghi rồi đó. Thì một hôm thiền sư Dịch Thượng xả thiền xong rồi thì ngồi xuống nghe tiếng chuông đó, du dương trầm bổng. Sai thì giả đến hỏi, ủa bên này ai mà đánh chuông sao mà lạ quá, khác lạ hơn ngày thường. Thì vị thầy giả đáp là bữa nay là có một sa di nè, từ xa đến thăm học đánh tiếng chuông này nè. Hòa Thượng kêu người đó lên, thì kêu lên nó hỏi á, là sáng nay ông dùng tâm nào mà đánh chuông? Thì sa di đáp là không có tâm đặc biệt nào cả, đánh chuông chỉ là biết đánh chuông mà thôi. Thì Hòa Thượng nói không phải, ông phải dùng cái tâm gì đặc biệt lắm. Tôi bữa giờ tôi ngồi đây tôi chứng minh chứng kiến mà tôi nghe người đánh rời rạc, người đánh thì đủ thứ kiểu đó. Nhưng mà sáng nay tôi thấy cái tiếng chuông trầm hùng, có một cái gì đặc biệt ấy. Chắc là ông phải dùng cái tâm gì. Quý thầy đánh chuông dùng cái tâm gì? Thỉnh chuông á, ở đây nhiều người thỉnh chuông nè, dùng tâm gì hả? Nên ngài nói là khi ông đánh chuông nhất định tâm ông nghĩ về một điều gì, vì hôm nay ta nghe âm thanh tiếng chuông vang dội rất là cao quý, nó thanh khiết, nó có một cái gì đó. Mà chính chúng tôi ở đây kinh nghiệm tôi biết là từ ngày tôi ra nhà khách đó, tôi mới theo dõi là quý thầy đánh thỉnh chuông liên tục đó, cho nên tôi ngồi thiền tôi lắng, tôi nghe cái bữa nay người đó đánh thét thần quang mình biết, à bữa nay ông thầy đã đánh, khỏi cần đọc lên biết cái ông thầy đó tên gì đánh chuông, ông thầy đó tên gì đánh chuông, nghe tiếng chuông cái mình theo dõi mình biết luôn, hay gì á. Mà quý thầy ở đây thì mình nghe rõ, chứ mà nhà khách đó, ngồi thiền mình nghiệm là mình thấy. Mà bữa nào cái người nào mà hay mà gì mà nó cái tâm nó không có chánh niệm tỉnh giác thì đánh tiếng chuông nó khác. Mà bữa nào mà cái tâm mà chánh niệm thu thúc sáu căn là đánh tiếng chuông nó khác.
Đó quý thầy rất hiểu điểm này nè. Thầy Sa-di suy nghĩ kỹ rồi mới nói như thế này: bạch thầy, thật ra không có gì cả, chỉ là khi con chưa xuất gia tham học, thầy ở quê thường dạy con khi đánh tiếng chuông phải nghĩ chuông tức là Phật, cần phải chí thành trai giới, kính chuông như kính Phật, dùng như tâm thiền như nhập định, và dùng tâm lễ bái mà đánh. Thì sau khi mà nghe như thế rồi á, thì thiền sư mới dạy như thế này: kể từ ngày hôm nay á, ông luôn luôn dùng cái tâm này làm việc, hành đường chị nhật trẻ củi, tất cả mọi thứ việc ông phải đều dùng cái tâm này, cái tâm đánh chuông ngày hôm nay ông dùng tâm đó. Thì quả tình thì một thời gian cái vị này sao nói pháp cho vị hòa thượng, tức là một vị thiền sư nổi tiếng nhất, là dùng tâm Phật đánh chuông, có nghĩa là kính chuông như kính Phật. Thì mai này quý thầy làm việc như vậy, mình trẻ củi, mình kính rất là kính, tâm mình chánh niệm thung thúc, thì việc nào cũng là việc Phật hết, việc nào cũng là việc pháp đó. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi: hoặc khi thỉnh chuông, nguyện tất cả khổ trong đường ác đều được đình dứt, hoặc ai nghe tiếng chuông mà khen ngợi bài kệ, trừ được 500 ức kiếp tội nặng trong sanh tử. Có nghĩa là nghe tiếng chuông mình ca ngợi, mình tán thán đó. Đó. Rồi Tổ Tiên Lược Sư dạy: nói nghe tiếng chuông, đây là mượn sự mà để hiển bày lý, tức là mượn cái sự này hiển bày cái lý tuyệt đối á. Đó. Hoa Nghiêm Sớ nói: nghĩa lớn của Bồ Tát cần yếu là ở trên sự mà tột lý, sự lý viên dung mới thâm nhập vào sự sự vô ngại pháp giới. Có nghĩa là mình nêu cái này ra, mình biết chắc chắn rằng là các ngài là dùng sự để nhân bày lý. Chẳng hạn nói là diệt trừ 500 ức kiếp tội năng sanh tử nè, có nghĩa là trong giờ phút thực tại này quý thầy tâm thức mà rung động thì chuyển được nghiệp. Kinh Tạp Thứ Dụ ghi: văn chung ngộ bất khởi, hộ pháp thiện thần song, hiện tại duyên quả bạc, lai báo thọ xà phân. Có nghĩa là nghe chuông nằm chẳng dậy, hộ pháp thiện thần song, hiện đời phước quả ít, đời sau chiếc mãn xà. Thầy nhớ điểm này không? Có nghĩa là nghe chuông nằm chẳng dậy. Nhiều khi ở ngoài nhà khách chúng tôi làm việc mà mệt á, mà nằm á, mà nghe tiếng chuông là sợ cái tông rồi, nằm lòng luôn là giật dậy liền, làm việc dậy. Quý thầy mệt mỏi phải ra rửa mặt ngồi, nếu mà mệt lắm chịu nổi thì phải ráng ngồi cỡ một tiếng, hoặc là dứt tiếng chuông mà nằm nha, chứ đừng có nằm chẳng hạn như bữa nào mình trực nhà đó, nói thôi bữa nay trực nhà rồi nghe tiếng chuông chứ chuông mặt chuông mà ta cứ mặt nằm rồi. Ở đây nói nè: nghe chuông nằm chẳng dậy thì hộ pháp thiện thần xong. Hộ pháp thiện thần ở trong chùa họ bực lắm, họ chịu không được đó, mình phải thức dậy. Hiện đời phước quả ít mà đời sau thì làm chiếc bản xà, phải tin chứ, lời của Phật mà, đây từ kim khẩu của ngài nói ra mà, ngài ứng tác về các ngài nói là điều ứng tác nơi tâm Phật, các ngài thấy chứ phải ức thiết, mà các ngài thấy bằng con mắt Phật, không phải là mắt phàm như mình, cho nên các ngài nói đâu là có đó. Mà ở đây là nhiều khi mà kiếp sau mình thành nữa, tự nhiên mảnh xà chắc nó báo như mình biết, phải không? Cho nên báo còn rất là sợ đó. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ là theo tông chỉ quán nói là pháp tối tâm, phiền não là não loạn, tâm thần chẳng có thể hiển phát bồ đề. Nay được nghe tiếng chuông tụng kệ, thiện pháp tăng trưởng thù thắng nên được nhẹ. Đây là theo cái tinh thần của ngài Chí Khải đại sư ngài dạy á, là do phiền não mình nó bị che lấp, bây giờ nghe tiếng chuông nó rung động thì thiện pháp nó tăng trưởng, thì tức khắc mình được gì, được nhẹ nhàng, và cái người mất cũng được siêu thoát đó. Trí tuệ lớn bồ đề sanh, thấu tột lý gọi là trí, phân biệt gọi là huệ, bồ đề gọi là giác thể. Nhân bị vô minh che lấp mà thành bất giác, nay do phiền não nhẹ sạch, trí huệ tăng trưởng mà bồ đề lớn. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình nghe tiếng chuông rất là có lợi ích đó. Rồi nguyện thành Phật độ chúng sanh, thì đây kinh A Hàm nói nè: chúng sanh nếu chẳng phát nguyện, chọn chẳng có thể thành Phật đạo được, nên nói nguyện thành Phật. Tức là quý thầy thấy không, một khi mà thỉnh chuông xong rồi thì mình đọc cái bài sau là gì, nhớ không hả? Có nghĩa là cái kệ thứ tư á, cái câu thứ tư á, là mình luôn luôn phát nguyện thành Phật. Chứ ai mà phát nguyện thành ma, có khi nào phát nguyện thành ma không?
không bao giờ, mà ở đây sao? Tức là phải phát nguyện mà tổ hay là thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ nói là tất cả mình làm cái công việc gì trong đại chúng đều phải phát nguyện hết, mà phát nguyện mới thành tựu. Ngài nói nè, thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ nói nè, phát đại nguyện đó là nhân của vạn hạnh, hay trưởng dưỡng lòng từ bi, chẳng đoạn mất hạt giống Phật, đại sự thành tựu, việc làm trọn nên, thành đạo, làm lợi ích chúng sanh đều do nguyện lớn. Tức là quý thầy phải phát nguyện á, tức là mình làm cái công chuyện gì á đều phải phát nguyện để thành tựu quả vị Phật. Hay nói khác hơn, mình làm cái sự việc nào đó, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm gì cũng đều phát đại nguyện đi theo hết. Ở đây nói nè, phát đại nguyện đó là nhân của vạn hạnh, hay trưởng dưỡng cái lòng từ bi của mình đó. Thế nên có hạnh mà không có nguyện, hạnh ấy ắt trơ trọi. Tức là mình có cái hạnh mà mình không có nguyện lực đi theo á, thì hạnh ấy ắt trơ trọi. Mình có cái hạnh mình lập hạnh, chẳng hạn như mình lập hạnh bố thí, mình lập hạnh cúng dường, mình lập hạnh mình làm việc cho đại chúng, mà mình không có nguyện lực đi theo thì nó trơ trọi. Mà có nguyện mà không có hạnh á, nguyện ấy trở thành nguyện suông. Chẳng hạn như mình nói là con phát nguyện từ đây sắp lên con nhẫn nhục, phát nguyện mà nhờ nhẫn nhục này con thành Phật, cái ai nói gì cái quý thầy chửi lại thì cái nguyện nó suông. Nhớ vài năm thành tựu. Hay nói khác hơn, mà nói bây giờ con phát nguyện thành tựu quả vị Phật, mà muốn thành tựu quả vị Phật này con phải bố thí cúng dường, mà ai đến xin với thầy cúng sách với thầy cúng cho, thì nguyện nó thành suông rồi, nó chơi vui thôi. Ở đây nói nè, nguyện ấy trở thành nguyện suông, hạnh nguyện theo nhau, mình và người đều được lợi ích thì đúng đó, thành tựu đúng. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói nè, chẳng phát đại nguyện là việc làm của ma. Tức là mình làm việc mà mình không phát đại nguyện, đó là việc làm của ma. Rồi sao nữa? Ư ở nơi lặng lẽ đoạn trừ phiền não là việc làm của ma, dứt hẳn sanh tử là việc làm của ma, bỏ hạnh Bồ Tát là việc làm của ma, chẳng giáo hóa chúng sanh là việc làm của ma. Ở đây là trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy rất là rõ. Mà kinh Hoa Nghiêm ở đây là tiêu biểu cho pháp giới Hoa Tạng, từ nơi tự tánh của gì, của Bát Nhã. Cho nên ở đây nói là chẳng phát đại nguyện là việc làm của ma. Cái mình nghe vậy á, mình nghĩ như thế nào hả? Cái nghĩa là mình làm tất cả các việc gì mà mình không phát nguyện á, nhiều khi mình trách ngã. Quý thầy biết trách ngã sao? Chẳng hạn như mình cho cái người huynh đệ mình một cuốn sách, nhớ kỹ cho quý thầy, nhớ kỹ nha. Trong khi quý thầy cho một cuốn sách, quý thầy nói là tôi bây giờ không có phát nguyện, không có nghĩ ngợi gì hết á, nhưng mà quý thầy cũng cái niệm, mà cái niệm sâu kín quý thầy không thấy được. Nhưng mà cái người này có một lúc nào đó họ trở chứng với mình á, quý thầy nói đó tôi cho một cuốn sách mà ông vậy có trong phòng. Mà bởi vì trong lúc mình cho cái niềm thao thức của mình nó không có. Còn đây mình phát nguyện á, là không phải quỳ gì, quỳ tôi cầu phước lực, quỳ tôi cầu phước báo, mà tôi quỳ tôi thành tựu quả vị Phật. Thì bây giờ dù cái người đó mà họ làm cái gì cho mình đau khổ, mình cũng bỏ không bỏ qua. Bởi vì cái nguyện mình, nguyện lực mình lớn lao, mà cái nguyện lực đi trước, chứ không phải mục đích mình để bố thí cúng dường sanh thiên hay làm cái gì. Mà mục đích mình bố thí cúng dường là để mình trợ duyên cho mình thành tựu quả vị Phật nó lớn hơn. Cho nên hở mà họ đến họ làm gì cho mình đau khổ mình bỏ qua được hết. Cho nên nói chẳng phát đại nguyện là việc làm của ma có lý. Phát đại nguyện, chẳng hạn như bữa nay quý thầy mà làm nước tương hay là chẻ củi hay là hành đường chuyện nhật, là tôi nhờ cái phước duyên trợ lực ngày hôm nay. Quý thầy nhớ trong sử cái thường thường á, nói ngày hôm nay tôi nhờ mà nấu cơm cho đại chúng là đợi kiếp sau tôi thành một vị mà đại trí huệ như ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Tổ Bồ Tát Long Thọ gì đó, chắc chắn được thành tựu. Bởi vì cái nguyện và cái hạnh đi đôi. Bởi vì ngày hôm nay tôi nấu cơm rõ ràng rõ rõ không đó, hay là tôi chẻ củi mà tôi phát nguyện sao mà cái kiếp sau cái trí tuệ của tôi mà chẻ từng khúc chia chẻ để mà biện luận, có một tài hùng biện đi vào cái những người gì, những người mà ngoại đạo tà kiến, để mà tôi dìu dắt họ thì thành tựu. Đó, phải phát nguyện đi đôi, phải nhớ vậy. Tôi chẻ củi rõ ràng mà đâu có hạnh suông được. Cái nguyện và cái hạnh đi đôi, đang chẻ củi mà tôi phát nguyện rất là rõ. Rồi ư ở nơi lặng lẽ đoạn trừ phiền não là việc làm của ma, dứt hẳn sanh tử là việc làm của ma. Có nghĩa ở đây là trong tinh thần pháp giới Hoa Tạng là khuyến khích mình, luôn luôn khuyến khích mình đi về con đường Bồ Tát Đạo đó, chứ không cho mình đi vào con đường khác. Thiền sư Mang An nói, nếu hành giả muốn nhanh chóng liễu ngộ được chân lý và giải thoát khỏi mọi phiền não, không gì hơn là quán tâm trong mỗi hành động. Ở đây là nói thêm cho mấy thầy thấy, có nghĩa là cái nguyện lực và cái hạnh nguyện đi đôi
là gì? Muốn giải thoát và ngộ được cái chân lý giải thoát sâu kín đó, là không gì hơn là quán tâm trong mỗi hành động. Mình làm việc gì mình đều rõ tâm thức của mình hết. Cổ đức dạy rằng kẻ đại trí cần thâm nhập đến chỗ vi diệu của đạo huyền, từ chỗ lao sao biến động của thế giới trần tục. Đó, có nghĩa là mình phải gì? Phát đại nguyện và cái hạnh nguyện phải đi, cái năng lực lớn đi đến. Đó. Lượng đại trí độ nói, làm phước mà không có nguyện không thể dựng lập được gì. Thấy không? Có nghĩa mình làm phước lực á, mình gì, mình hành đường, mình trị nhật, mình làm hết tất cả việc nặng nhọc cho đại chúng á, thì phải có cái nguyện lực đi theo, thì mình làm không có biết mệt. Chứ bây giờ quý thầy mà làm giao tất cả cái việc gì mà trong đại chúng á, đều là quý thầy thấy nó mệt mỏi lắm. Nhưng mà mình nhờ cái nguyện lực này, nhờ cái nguyện lực thành tựu này, tự nhiên mình làm mình biết mệt gì hết. Đó. Nguyện là thầy dẫn đường có thể đạt được thành tựu. Lại nói, nếu có thể phát tâm một lòng nói rằng nguyện tôi sẽ thành Phật, diệt trừ đau khổ cho tất cả chúng sanh, dù chưa dứt phiền não, chưa làm được việc khó, nhưng do tâm miệng mạnh mẽ nên hơn tất cả chúng sanh. Có nghĩa là bữa nào quý thầy lên chánh điện, lên thiền đường nói là con phát nguyện là con sẽ thành Phật để mà cứu độ tất cả chúng sanh, mà thấy mình cũng phàm phu chay vậy, nhưng mà cũng thành tựu. Ở đây nói nè, dù chưa mình dứt hết phiền não của mình gì hết á, mà mình chưa có làm gì hết á, nhưng mà gì, là hơn tất cả chúng sanh ở cõi duyên cuộc đời này, do cái năng lực phát nguyện của mình. Lượng đại trang nghiêm nói, thanh tịnh cõi Phật là việc lớn, thực hành công đức của một hạnh không thể thành tựu, cần phải có nguyện lực. Đức có nghĩa là gì? Là thanh tịnh cõi Phật là việc lớn, thực hành công đức của một hạnh không thể thành tựu, cần phải có nguyện lực mới thành tựu được. Quý như trâu có sức kéo xe, nhưng cần phải có người đánh xe mới có thể đi đến nơi. Làm thanh tịnh cõi Phật do nguyện dẫn đến thành tựu, bởi nguyện lực nên phước đức tăng trưởng, vì chẳng mất chẳng hoại nên thường thấy Phật. Đó, thấy không? Rất là rõ không? Thì đây nói nè, quý như trâu có sức kéo xe, nhưng cần phải có người đánh xe thì mới có thể đi đến nơi được. Bây giờ con trâu đó mạnh cái máy mà không có người điều khiển cũng được. Đó. Dù cho cái hạnh mình nhiều cách mấy mà không có cái nguyện lực đi theo thì cái quả người Phật cũng thành tựu được. Đó. Quý thầy coi trong sử, quý thầy biết rồi, trong vô lượng kiếp Đức Phật làm Bồ Tát đạo đều phát nguyện, nhờ cái phước lực ngày hôm nay tôi chỉ gì, mai kia được thành tựu quả vị Phật giáo hóa chúng sanh thôi, ngồi ra không cần quả vị nào khác hết. Nguyện lực đó, không? Bởi nguyện lực nên phước đức nó tăng trưởng lên. Mình làm mình hưng phấn lắm, bởi vì cái nguyện lực này luôn luôn đi theo mình. Học kinh sách cũng phải phát nguyện lực. Tôi học bài kinh này không phải là quỳ để mà gì, để mà cãi lại cái người huynh đệ tôi, để hơn thua gì hết á. Mà tôi học cái bài kinh này để mai kia tôi thành tựu quả vị Phật giáo hóa chúng sanh, giáo hóa những người đau khổ, thì cái phước đức nó tăng trưởng. Nhớ kỹ điểm đó. Đó. Nghĩa, chẳng nên cười nhiều hoặc cười to cùng ở ngáp, phải lấy tay che áo che miệng, tức là phải lấy áo che miệng lại. Tức là ở trong chúng là chẳng nên cười nhiều hoặc cười to. Quý thầy nhớ kỹ cái này nha. Cười nhiều cười to cũng được. Rồi ở ngáp á, ví dụ quý thầy ở cái là ngáp vậy, ngáp mà há miệng ra luôn. Là thầy thường chiếu chúng tôi là ổng là bắt được vậy là ổng nói sao. Ở đây ghi nè, Sa Di học sứ ghi nè, cười nhiều cười to chẳng phải si, tức là cuồng. Tức nghĩa là không si thì cuồng, làm mất chánh niệm, phạm phi quay nghi. Cùng ở ngáp là cái tướng lười biếng. Ngáp á, ngáp mà hả miệng ra là thầy tôi nói này, lười biếng, tướng lười biếng nó hiện ra là ông lụm liền, ông lụm tại chỗ liền. Cho nên là mình ở trong tu, cái người ngáp á ngậm lại ếm rồi nuốt xuống cái, trong dám ngáp cái. Có người ngáp lớn á là nhìn là mấy ông thầy lớn nhìn đi ngang qua anh, ổng nhìn ổng biết liền. Quý thầy nhớ sau này quý thầy có đệ tử cũng vậy, đứa nào đi ngang lại mà nó ngáp như vậy rồi thấy nó không xong rồi, tướng này là làm được việc rồi, rất là rõ. Nghĩa là thần khí nó tản mát. Ở đây tổ tiên sư chạy, quý thầy thấy kỹ không? Ở ngáp vậy là nhìn cái biết đó, thần khí nó tản hết rồi, không có tụ nữa, khí mình không có tụ. Mà trong con người mình đố quý thầy cái gì làm chủ? Khí nó làm chủ. Tuy rằng mình nói là tinh khí thần, nhưng mà cuối cùng nhất mình nghiệm ra là cái khí làm chủ mình. Hơi thở mà quý thầy không thở là chết liền.
Đồng ý không? Cho nên á, là khí nó tụ lại á, thì tự nhiên cái tướng người thấy, mấy vị mà quả tướng ngày xưa với thầy thấy khí nó tụ lại, thầy thấy hùng dũng lắm. Còn đây mà người tu của mình vậy là hơn quả tướng luôn, quang 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 quả thì cũng bằng luôn. Người tu của mình mà đó rất là rõ, chìm mất cái ý chí đó, quý thầy thấy không? Tức là khí mà nó tản á, chìm mất cái ý chí. Xưa thiền sư Pháp Vân bình thường ở chỗ dừng làm, nhìn thẳng chẳng nháy mắt, bệnh bằng không. Rồi sao nữa, 30 năm đến chưa từng khinh phát một tiếng cười, phàm chỗ ở thấy có thánh tượng liền đứng chẳng có ngồi. Đó là thiền sư Pháp Vân. Người xưa mình coi trong sử mà tu bằng mình bằng đâu. Các ngài là nói chuyện là nhìn thẳng không nháy mắt. Rồi sao nữa, 30 năm chưa từng khinh phát một tiếng cười. Cái nghe vậy về tăng đường với thầy im là hết luôn. Phải gì không? Có cần cười thì cười với các thiền sư, có những thiền sư cũng cười với, nghe vậy cái với thầy khỏi cười luôn. Mà trong sách thuốc nói thì sao? Một tiếng cười là gì? Bằng 10 thang thuốc bổ gì đó. Trong mà sách bây giờ nó cũng cho mình cười, nhưng mà mình cười sao á, chứ đừng có cười lớn, cười to, cười như si, như cuồng. Đó, rất là rõ. Rồi nè, cùng ở ngáp nè. Kinh Tỳ Ni Mẫu nói có hai thứ hơi, một là hơi trên, hai là hơi dưới. Hơi trên khi muốn ra, đừng ngay trước người hả miệng cho ra. Cái hãy không? À là cái miệng với thầy đâu có thơm đâu. Phải giống như mà tỳ kheo gì mà trong kinh A Hàm có nói á, thở ra xuống như hoa sen thì được. Còn mình thở ra miệng người ta, người ta chạy hết. Như đức trí là phải không? Nhớ nha, đừng có ấy trước mặt người ta. Rồi phải dây mặt đến chỗ không người, hơi dưới khi muốn ra, chớ cho ra trong chúng. Đây là quý thầy học kỹ nè. Tôi thấy trong thiền đường á, ngày xưa tôi ở đây thiền đường nè, xưa tôi còn ở trong chúng á, chưa ra nhà khách á, là trước có một ông thầy. Quý thầy thấy để ý em, thấy vậy nó tổ phước lắm. Ông thầy ông ngồi trước, ông ngồi trước nè, tôi ngồi đây, có một thầy đứng ngồi đây. Mà một lần mà ông thầy ông nhỡm bồ đòn, tôi thấy cái người sao méo hoàn cái. Ủa thầy này ngồi kỳ vậy đó. Thì lần sau lại tôi kêu cái ông thầy đó, bây giờ thầy đó bây giờ làm thủ bổn, tôi nói thôi bây giờ thầy ngồi trước đi, thầy ngồi trên là để tôi ngồi thử một bữa coi. Thì quả tình tôi vừa ngồi tôi thấy ông vừa nhỡm ra là gì đánh rắm. Mà làm suốt như vậy quý thầy thấy ông tổn phước nha. Có nghĩa là mình ngồi trên bộ đòn nè, quý thầy để ý nghĩa nè, phải không? Thì cái hơi dưới mình nóng ra thì nó rất là khó chịu. Thì ông mới chờ xuống ông cho ra mà gì dính vô mặt tụi tôi hết. Quý thầy mà coi cái mà kỷ yếu 5 năm đó của thầy Thông Quang thầy viết đó, một tiếng rắm trong thiền đường đó, đó là câu chuyện đó. Là chính thầy chứng kiến luôn, cho nên là hơi dưới mà ra là chẳng ở nên trong chúng mà ra. Phải tìm phương trước ra ngồi, tới chỗ không có ai thì mới cho ra. Vậy sao mới vào, đừng để chúng chê gác và nhòm gớm. Nhất là trong thiền đường, có nhiều người đánh rắm đó là cười hả hả, nó tổ phước lắm chứ không phải chuyện đơn giản. Khi vào điện tháp chẳng nên cho ra hơi dưới, nhất là trong chánh điện. Ráng nín hay là đi sám hối nè, ráng nín dữ lắm rồi ra, hay là chịu nổi cái quý thầy xá rồi cái đi ra. Đó. Chẳng những điện tháp mà trước vị hòa thượng, vị đại đức, vị thượng tọ cũng chẳng nên cho ra hơi dưới có tiếng. Bằng trong ruột có bệnh gấp phải ra ngồi cho ra, đừng để người sanh tâm nhờm gớm. Học quy nghi mình thấy hay lắm, hay từng chút vậy. Nếu mà chịu khó thực tập mà mình học một thời gian mình thấm rồi đó, thì tự nhiên nó giữ mình luôn nha. Mình chuẩn bị cái mình biết liền rất là rõ. Đại lực nói bằng hơi dưới mà gấp rút á, cũng phải ngăn lại, bằng nín không được á, phải chụp bên đường dưới gió cho ra, chứ đừng có đứng trước gió, khổ lắm. Phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình đi xa, mình đi gần gần cái mình nói thôi ở đây tránh xa, rồi cái mình đánh rắm một cái gió nó bay vô mặt người ta cũng vậy thôi. Cho nên ở đây chọc cũng nhận mình thấy lực vậy rất là hay. Mình học kỹ lực là mình thấy quả tình, là mình học kỹ á, mình thấy quay nghi mình giữ đúng phép tắc rồi á, thì nó có phước chứ không có tổ. Trên sai di mà mới vô hồi xưa tụi tôi đó ít có học kỹ như bây giờ. Nhờ quý thầy mà bây giờ tôi học lại kỹ, tự tôi soạn ra tôi phải học kỹ, học trước với thầy một lớp nữa. Nhờ soạn ra học kỹ dữ lắm. Rồi, hoặc ở trong nhà thiền khi nhảy mũi chẳng được tự do nhảy mũi lớn tiếng, hoặc khi sách nhảy mũi phải nín lấy tay đè sống mũi mà nhảy, đừng cho mũi giải tuôn ra. Từng chút gì đó. Nghĩa chẳng được đi mau, chẳng được đem đàn bàn Phật riêng để mình dùng, hoặc thắp đàn lúc đương cháy phải lấy lòng chụp lại, đừng để trùng bướm ngã vào. Sa di học sứ ghi, phàm chỗ động tịnh phải phòng
Hộ quay nghi lúc dở trơn phải coi dưới đất chớ hại trùng kiến. Người xưa nói đi nhanh thì bước đi không tốt. Quay nghi chọn chẳng trông lại, thức giả ở hai bên nhìn xem làm sanh sợ hãi. Đó. Chẳng được đem đàn bàn Phật riêng để mình dùng. Thì tổ tiên sư dạy nè, đàn Phật tức là hoặc Phật trong giới cấm thứ hai, tức là trộm cướp á, đã là hoặc Phật chẳng được dùng riêng. Nếu lìa trước Phật tức thành nghiệp trộm, tức nếu mình lấy đàn của Phật mình dùng là thành nghiệp trộm. Mà đối với thầy biết mà tại sao mà ngài A Na Lực bị mù mắt không? Xưa tôi coi cái này mà tôi thấy không có cái tích gì ghi hết á, nhưng mà tôi đọc ở trong cái quyển Sa Di Học Sứ á, thì tổ tiên được sư mới chích ra một đoạn này, tôi đọc lên cho quý vị thấy nè. Nhưng mà tôi tra cứu rất là nhiều chỗ mà không thấy cái tích này nè. Trong chế độ luận nói, tức là tổ tiên được sư dẫn chứng á, trộm dầu trước đàn Phật phải độ trong địa ngục hắc ám sao làm người mù. Xưa A Na Lực Đà thời quá khứ trộm đồ cúng khí cụ trước Phật, ngân đàn mờ tối trước ánh đèn phất phơ, thấy Phật quay nghiêm tướng hảo, tâm trộm liền dứt sám hối mà đi. Rồi do công đức này cảm được lấy quả báo được thiên nhãn đệ nhất, nhưng mà cái quả báo lại cũng bị gì đó, bị mù mắt. Mình thấy trong cái tích này nhưng mà mình lục ra mình không có thấy nằm ở đâu hết, nhưng mà tổ tiên thiền sư lại chích ra trong cái đoạn đó, tôi dịch ra tôi mới thấy, nhưng mà không có biết nằm ở đâu. Thì biết là thấy không, tôi nghĩ cởi lại là tôn giả A Na Lực á, là vào cái thời quá khứ á, thì mới vào trong chánh điện trộm đồ cúng khí cụ, thì trước Phật thì nhân đàn mờ tối, thì lúc này mới thấy Phật hiện ra cái tướng hảo quay nghi rất là rực rỡ, cái ngài mới sụp xuống ngài sám hối, lúc đó tâm trộm liền dứt. Thì do cái công đức như thế rồi thì sau này vô lượng kiếp về sau ngài ra đời, ngài được gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà trước thì sao bị gì, bị ngủ phải không, thì Phật mới vỡ cho nên ngài thức, thức rồi bị mù mắt, thì Phật mới dạy là cái phương pháp là kim cang chiếu minh tam muội. Ngài tu một thời gian cái ngài được thiên nhãn định nhất, mà ở trong này nói là nhờ gì, nhờ đến định lấy đèn dầu trộm của Phật mà gặp Phật sám hối, cho nên nhờ cái công đức đó, nhờ công đức sám hối đó cho nên bây giờ mới được thiên nhãn đệ nhất. Thì trong cái tích đó rất là rõ, tôi dịch trong bản tiếng Hán ra cho nên mấy cái bản tiếng Việt không có thấy đó. Kinh Lục Độ Tập quyển 6 có ghi, xưa có một vị sa môn, ông tu hành rất là kỹ, ngài tu hành rất là kỹ, giữ giới hạnh rất là tinh nghiêm mà không thông văn học. Thì có một số người mới cho ngài là không có chí, nghiêng về kính lễ, thiếu trước hụt sau, đi xin dầu mè để cúng dường Phật. Có nghĩa là có một vị tỳ kheo lớn tuổi rồi mà giữ giới hạnh rất là tinh nghiêm, mà ngài không có biết giới lực, ngài không có biết mà kinh điển gì nhiều chỉ dạy cho ai hết á. Thì có một số người nói là ngài không có chí lực để mà giáo hóa chúng sanh, mà chuyên là đi xin dầu mè để cúng dường trước tháp của Phật thôi. Thì có một vị tỳ kheo mới cúi đầu lễ với chư Phật, mới chắp tay thưa như thế này: vị tỳ kheo già đó tuy ít trí huệ nhưng giới đủ hạnh cao, thắp đàn cúng dường cho Phật, về sau được phước đức như thế nào? Thì lúc này Phật Ca Diếp mới nói như thế này: lành thay lời hỏi của ông, vị tỳ kheo già đó trải qua vô số kiếp sẽ thành bậc Như Lai, vô sở chánh đẳng chánh giác, cổ cái hai vòng hào quang, sẽ dắt dẫn ba cõi chúng sanh được độ không kể xiết, Phật hiệu là Định Quang Như Lai. Có nghĩa là nhờ thắp đàn cúng dầu cho Phật thôi, tức là mua xin đi xin đàn, đi xin dầu mà thắp trước tượng của Phật đó, mà được thành tựu quả vị Phật, chứ không có giảng pháp nói gì hết đó. Ở đây nói cho rõ thêm một bước nữa đó. Rồi kinh Tạp Bảo Tạng quyển 5 có ghi, Thiên Đế Thích dùng kệ hỏi một vị thiên tử: xưa ngươi tạo nghiệp gì, thân như khói hoàng rần, lại có đại quay đức, dung mạo thật quang binh. Thì lúc này á, thiên tử mới đáp như thế này: bậc cứu tế tam giới, đèn lớn soi ba cõi, trí tâm mắt Phật quán, thân trang nghiêm tướng hảo, bậc tối thắng của pháp, vì ngài đốt đèn sáng diệt tối tâm, đèn Phật trừ các ác, thấy đèn như trời sáng, sinh lòng tin chân thật, thấy đèn sáng rực rỡ, vui mừng đảnh lễ Phật. Có nghĩa là cái vị thiên tử này nhờ cái thân sắc vàng ròng, là nhờ gì, là cúng gì, cúng dầu thắp đàn trước Phật, cho nên bây giờ mới thành tựu được. Mình biết vậy, mình bây giờ không có tiền thôi, chứ đừng có trộm đàn dầu nữa, mình lên mình trộm đàn dầu cúng đàn Phật thì được
bị cái quả báo xấu đến với mình đó. Nghĩa bông cúng Phật, lựa bông nở tròn đủ, tươi đẹp chẳng được ngửi trước. Bỏ bông héo phải cúng bông tươi, bông héo chẳng nên bỏ dưới đất dậm đạp, phải để chỗ vắng. Tổ tiên được sư dạy nghĩa là bông nở tròn thì tinh thần nó đủ sắc diện rõ ràng, chẳng được ngửi trước là biểu thị cái trí thành kính. Có nghĩa là mình mua bông về mình cúng mình đừng có ngửi trước ha, rất là rõ. Kinh yếu dụng tối có ghi, mũi ngửi vị hương do bớt cái mùi thơm của hương, không có phước đức, chính mắt độ trong địa ngục ba đầu ma, đời đời lỗ mũi không biết mùi hương đó. Chư kinh tập yếu có ghi, tán hoa cúng Phật chẳng được giảm đạp, Phật bảo văn thù, hoa này nếu bốn chúng hay kính tính tu hành nên phải sáng sớm thức dậy, súc miệng tắm rửa sạch sẽ, niệm công đức Phật, cung kính hoa này, chẳng lấy chân giảm đạp, chẳng nhảy trên hoa, như pháp chấp thủ an trí tịnh khí, trị mọi thứ bệnh. Có nghĩa là tán hoa cúng Phật rồi đó thì mình phải thành tâm lắm để mình cúng Phật cho tốt. Rồi cái bông đó mình không được bỏ thùng rác, mình phải bỏ dưới gốc cây. Quý vị mà là Hương Đăng biết rồi đó. Đó. Rồi kinh nói, nếu có chúng sanh phụng thí hương hoa được 10 thứ công đức, tức là mình mà đem bông hoa mình lên á, mình cúng cho Phật, hay là mình bây giờ Phật nạp nước bàn rồi cùng cái tượng không á, thì được 10 thứ công đức. Thứ nhất là chỗ ở như hoa, có nghĩa là quý thầy sanh ở nơi nào đều rực rỡ, đều hoa thơm tỏa lạ hết. Mà sanh nơi nào cũng điều qua thơm có lạ hết. Bây giờ quý thầy cứ mua qua cúng dường đi, nhiều khi quý thầy sanh ở tại Thiền Viện Trúc Lâm luôn, qua không á, phải sẵn việc tu luôn, có gì đâu. Thứ hai á là thân không hôi thối. Ai nói có tiền mua cho tôi lên cho tôi cho tiền. Ai nói có tiền, bữa nào quý thầy ra Hưng Đăng nè, thấy ông cắm bông quý thầy tùy hỷ theo rồi, có tiền mua rồi, phụ ha, phụ theo. Chỗ ở như hoa nè. Thứ hai là thân không có hôi thối. Thứ ba là phước hương, giới hương biến khắp các phương. Thứ bốn là tùy chỗ sanh các tỷ căn chẳng hoại. Thứ năm là siêu việt thế gian, đại chúng quy ngưỡng. Có nghĩa là thân tướng quý thầy ra sanh ra sáng rực luôn, là đi đến đâu ai cũng quy ngưỡng mình hết đó. Đại chúng là tất cả mọi người đều kính tín. Nhớ nha, bữa nào cởi một bó hoa cũng được, cúng dường trước Phật. Rồi sao nữa? Thứ sáu là thân thường thơm mùi thanh khuyết. Thứ bảy là vui thích chánh pháp, thọ trì đọc tụng. Có nghĩa là thích chánh pháp lắm, rồi thích đọc tụng cái kinh điển đại thừa, nhờ cúng dường qua cho Phật. Cho nên á, cái người mà tu sĩ mình sợ mình làm phước nhiều á, phước lực nhiều rồi mình quên cái sự tu. Chứ mình mà biết Phật pháp, biết nhân quả rồi thì mình làm phước lực nó thù thắng hơn cư sĩ, đúng không? Cái phước gì làm gì làm gì. Mà ở đây á, tôi giảng ra có nhiều khi mà cư sĩ họ thích nghe là có lý do là họ nói. Thì chia sẻ cặn kẽ, bây giờ tụi con mới biết à, mình làm phước gì, mình tu tập như thế nào, mình tránh cái điều gì, mình bỏ điều gì. Ngày xưa không biết. Có những cư sĩ ở đó là tâm sự chúng tôi vậy. Có nghĩa là mình nhiều khi mình nói mình bố thí cúng dường, mình biết bố thí cúng dường làm gì nữa. Nên phải học kỹ đó. Rồi thứ 8 á, là đầy đủ đại phước báo. Thứ 9 á, là mạng chung sanh thiên. Đó. Thứ 10 là mau chứng niết bàn, ấy gọi là phụng thí hương hoa được 10 thứ công đức. Đó chứ là mình cúng dường hương hoa đó. Nghĩa chẳng được nghe thầy kêu không đáp, phàm nghe kêu đều phải đáp câu mô Phật. Thế lời phàm lượm cổ rơi liền phải đưa cho ông thầy chi sự cấp. Đó quý thầy thấy không? Sa di học sứ ghi phải niệm Phật mà ứng, chính là chẳng quên gốc. Chẳng hạn như mà thầy chủ trì hay bất cứ thầy nào luôn kêu mình, chẳng hạn kêu đức chí, mình luôn kêu dạ là cái người thuyết tục rồi, mà phải kêu sao? Chẳng hạn kêu đức chí, kêu mô Phật, đối với thầy chi biết không? Tại sao kêu dạ kêu mô Phật? Ai biết giờ thì lên thử coi. Đức chí biết không? Có thầy biết không? Mô Phật là nhờ cái gì không? Chẳng hạn như mà kêu mô Phật nó có lại gì? Nhưng mà nhớ một điểm nha quý thầy, vừa kêu mô Phật là một cái hạt giống mô Phật, nó ghi trong tràng thức một hạt giống ha. Lại khác đối với người tục á, nghĩa là cha mẹ sanh thân chẳng có thể khiến ta ra khỏi biển khổ sanh tử, chỉ có Đức Phật đại từ bi độ cho ta xuất gia được thành tăng tướng, cho nên thời thời khắc cốt ghi tâm
niệm ân đức của Phật. Có nghĩa với thầy vừa cái mô Phật là ghi trong cảnh thức, mà bây giờ hàng ngày với thầy mô Phật biết bao nhiêu lần, ăn cơm cũng niệm Phật ba tiếng, rồi xả thiền gì đó, xả tụng kinh gì đó, không tụng kinh là cũng niệm Phật. Tất cả mọi nơi mọi thời đều gì nhớ Phật, nhớ tưởng niệm công đức của Phật. Cho nên mà thầy lớn vừa kêu mình đừng kêu dạ, chẳng hạn như kêu đức trí, kêu mô Phật là ghi trong hạt giống. Với thầy nhớ câu chuyện nào mà ông thầy Tỳ Kheo mà vào rừng đó, nhiều người họ nói thì câu chuyện đó ở đâu biết không? Người ta diễn, tôi đã nghe một số với thầy nói thì là ngài Tu Bạc Đà La ngày xưa vào cái thời Đức Phật vô lượng kiếp, ngài đi trong rừng gặp một cọp rượt đó, mà bây giờ tôi lục ra không phải nằm trong đó. Thì đây đọc ra cho quý thầy kỹ, sau khi này quý thầy dẫn chứng có những người nào hỏi thì nó không phải. Mà trong Đại Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 10 có ghi rất là rõ là thở xưa có một vị Bà La Môn dòng Phạm Chí đến Tinh Xá Kỳ Hoàng xin Phật xuất gia, nhưng mà đến đó thì Phật đi vắng rồi, Phật không có ở nhà. Thì đến ấy, ông mới nghĩ như thế này, bây giờ Phật đi vắng rồi thì chỉ có mà Đại Tướng Chánh Pháp là ngài Xá Lợi Phất mới có đủ năng lực độ mình xuất gia. Thì ông đến Tôn Giả xin xuất gia, thì lúc này Tôn Giả Xá Lợi Phất nhập định coi ông này có cái căn duyên lành không. Thì quán sát một đời thì không có căn, ông này không có căn lành gì hết á. Cái nhập định vô nữa thì quán trăm ngàn đời cũng có luôn, rồi quán một kiếp cũng có luôn, rồi trăm ngàn kiếp cũng có căn lành gì hết. Nó thôi ông có đức, bây giờ ông giờ ông ăn ông ngủ rồi ông chết cho ông xuất gia được. Tôi quán mà đến nỗi 100.000 kiếp về trước mà ông có gieo một chút căn lành hết mà thôi xuất gia làm gì. Cái ông buồn ông khóc, cái ông đến ngày Mục Kiền Liên, ngày Mục Kiền Liên nhập định vô, 500 vị A La Hán nhập đại định vô cũng đều thấy ông có căn lành hết đó. Thì cuối cùng rồi đến ngày A Nan nói thì ông giống như người bệnh nặng, mấy cái người này đó là đàn anh của tôi, là thầy thuốc giỏi mà ta bỏ thôi chứ tôi làm gì, thôi ông đi về đi. Thì ông buồn quá, ông đến cổng ông nói bài kệ như thế này: giống như nước trong sạch tất cả đều uống được, dù cho Chiên Đà La cũng đều được xuất gia trong Phật pháp như thế, không chịu thâu nhận tôi không được tội nguyện, vậy còn sống làm gì. Cái ông nghĩ nó cuối cùng thôi bây giờ mình tự tử mình chết thôi. Thế cái thầy thấy không, ông chuẩn bị ông cầm dao đâm vào tim ông á, thì lúc này á Phật xuất hiện liền. Thì thấy năng lực của Phật hay lắm, Phật xuất hiện Phật mới nói như thế này. Phật nói: này ông Xá Lợi Phất, vì sao ông không cho lão Bà La Môn này xuất gia? Thì Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, con quán sát nhân duyên ấy, ông này 100.000 kiếp về trước không có căn lành nào hết. Thì Phật dạy: này Xá Lợi Phất, thầy chớ nói như thế. Thì Thế Tôn mới nói bài kệ như thế này: ta thấy các căn lành thật rất nhỏ nhiệm như các đá trong núi nung chảy cho ra hoàng thiền định và trí huệ như ống bể rò ràng, ta dùng công đức thổi ắt sanh ra hoàng rồng, người này cũng như vậy, lành nhỏ như hoàng chiên. Lúc này Tôn Giả Xá Lợi Phất mới sửa y, mới bạch Phật như thế này là nguyên nhân Phật thấy như thế nào. Thì ngài nói cởi nè: bậc hơn hết trong luận cuối sinh nói con nghe, ngọn đèn trí huệ lớn xua tan các bóng tối, trong bao lâu người kia trồng được căn lành này, làm được ruộng phước nào nảy mầm rất nao chóng. Thì Phật mới bảo ông Xá Lợi Phất như thế này: nhân này rất nhỏ nhiệm, không phải cảnh giới mà hàng bích chi Phật có thể thấy được, cũng chi mới ông là A-la-hán thôi. Nhân này rất là nhỏ, chỉ có thì Như Lai mới thấy được. Thì Phật mới kể là thở xưa cái vị Bà La Môn này là một người nghèo khổ, vào núi đốt củi rồi bị cọp rượt, mới sợ quá mới niệm lên mô Phật, niệm lên ba tiếng mô Phật bao nhiêu, mà ba tiếng mô Phật đó bây giờ nó ghi trong chủng tử tàng thức rồi, mà ông nhập định đại định nó có 100.000 kiếp rồi. Chẳng hạn như A La Hán nhập đại định biết được 84.000 kiếp, còn cái kiếp giới không thấy, chỉ có cái trí của Phật mới thấy tiếp một kiếp nữa. Phật nói ông đến ông dừng ông đâu có thấy, mà cái nhân nhỏ nhiệm này hàng tích chư Phật cũng thấy được luôn, không chỉ mấy ông A La Hán. Nên ta quán tiếp một kiếp cưới nữa là ta thấy ông này nhờ niệm Phật này, thôi để ta xuất gia, nhờ hạt giống này mà được nhân giải thoát. Thì ngài nói kệ: chỉ thấy họ xưng Phật cho đó là nhỏ nhiệm, nhờ đó giúp mé khổ, như thế là tốt lành, dốc lòng quy mạng Phật chắc chắn được giải thoát, được quả giống như vậy thật không có ai bằng. Thì Phật độ cho cái vị Bà La Môn đó xuất gia, đích thân ngài giáo hóa.
thì đúng 3 tháng sau thì cái người này khai ngộ chứng quả vị A La Hán. Cái thầy thấy không? Cho nên ở đây nói là mình phải sao? Dạ, mô Phật trong cái kêu dạ. Phải không? Kêu mô Phật là để gì? Là ngài nói là để ghi trong tàng thức của mình, nhớ cái câu niệm Phật là niệm công đức Phật. Mà nhớ công đức của Phật rồi thì tự nhiên mai kia quý thầy ra đời gặp được bậc thiện tri thức dẫn dắt mình. Cho nên á là hàng A La Hán không có thấy được, mà chỉ có Phật trí mới thấy được. Thầy thấy 100.000 kiếp không gieo căn lành gì hết, chi bây giờ quý thầy gì kẻ củi rồi hành đường trị nhật rồi niệm Phật nhớ Phật suốt ngày luôn, nguyên một ngày quý thầy đều nhớ Phật niệm công đức của Phật hết thì chắc chắn quả vị Phật sẽ thành tựu đó. Tôi biết. Chúng